Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ 30 phút sáng hàng ngày. Và buổi sáng ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2, tập tiếp theo của câu chuyện Chuyện chị em dâu được viết bởi tác giả Khánh An. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà thoát khỏi người cha dượng của mình thì cô gái tên Thi phải kết hôn với một người mà cô không yêu. Nhưng mà lúc chung sống với nhau này, tìm hiểu về nhau, yêu thương nhau và dành tình cảm cho nhau thì Thi đang dần dần trở nên thật may mắn trong gia đình này và không hiểu được rằng cuộc đời của cô sẽ như thế nào sau khi mà phải đối đầu với chị dâu trong nhà. Hãy cùng lắng nghe phần 2 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh đọc truyện bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để cho quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An và kênh đọc truyện sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện Chuyện chị em dâu, tác giả Khánh An, qua giọng đọc của Tâm An. Nhà ông bà dưới quê rất rộng, xung quanh đây toàn là cây trái xum xuê chĩu nặng. Tôi thành thị quen rồi, nhưng giờ thấy cảnh này ở đây quá bình yên, tôi lại càng cảm thấy rất là thích thú. Đi vào trong, tôi thấy cả nhà mỗi người một tay đang chuẩn bị thức ăn để dọn lên cúng. Thấy con cháu về, bà mới chống gậy ra sân để hỏi ngay. Đứa nào về đấy? Dạ vâng, là gia đình nhà thằng Hai đây mẹ. Mấy hôm nay mẹ có khỏe không? Mẹ khỏe. Mà hôm nay nhà mày về đông đủ à? Nghe nói thằng Duy nó có vợ rồi đúng không? Đâu đâu, cháu dâu đâu? Đến đây bà xem mặt nào. Nghe thấy bà gọi mình, tôi mới tiến lên phía trước một bước, rồi nhanh chóng đi về phía của bà, mỉm cười lên tiếng. Con chào nội, con là Thi, con là vợ của anh Duy đây ạ. Đẹp thế này, sao thằng này nó xấu xấu mà nó lại kiếm được con vợ đẹp thế này? Nội đang khen con đấy. Bà nội quá khen à? Con bình thường lắm, con có đẹp đâu nội. Mày mà không đẹp thì còn ai đẹp? Thế vợ của thằng Minh đâu? Tới đây, nội xem nào. Chị ta bước tới phía nội, chân quỳ xuống, hai tay vòng qua ôm lấy người của nội, rồi lên tiếng nịnh nọt ngay. Dạ con đây, mới mấy ngày trước gặp nội mà bây giờ con thấy nhớ nội lắm rồi ạ. Có thật không? Dạ thật. Nội có khỏe không ạ? Nội khỏe. Mà phải công nhận là hai cái thằng này nó có phúc. Hai đứa con dâu đứa nào cũng dễ thương, nói chuyện đều có duyên. Dì đứng bên cạnh nghe nội nói như vậy thì mỉm cười đáp ngay. Dạ vâng, cũng may là chị em dâu, bọn nó hòa hợp mẹ ạ. Con thấy như thế này, đã hài lòng lắm rồi. Ừ, mẹ cũng vui. Suốt cả buổi nói chuyện ấy, bà nội cứ nắm chặt lấy bàn tay của tôi. Còn tôi thì từ bé, không được gần gũi với ông bà, nên bây giờ tôi thấy nội tôi quý lắm. Ở ngoài đời tôi kiêu kỳ chảnh chọe bao nhiêu, thì đối với người lớn tôi lại kính trọng bấy nhiêu. Cho dù rằng đấy không phải là người thân của mình, tôi vẫn luôn quý trọng. Còn Trình đứng bên cạnh không nghe nội quan tâm nên rất tức giận. Vẻ mặt của chị ta lúc bấy giờ cứ như bánh bao chiều vậy, buồn cười lắm. Bà nội lúc này mới lên tiếng. Thôi, mấy đứa dọn đồ vào trong rồi tranh thủ nghỉ ngơi. Đi đường xa chắc là mệt lắm rồi. Chúng tôi xách đồ vào trong. Vì nhà nội là nhà xưa nên không có nhiều phòng. Mỗi giường chỉ cách nhau bằng một tấm màn. Và dĩ nhiên là hai anh em nhỏ họ nằm hai giường cạnh nhau. Thấy còn chị dâu cứ đứng bên đấy mà đưa mắt sang bên này nhìn Duy, nên tôi mới giả vờ nói lớn. Chồng ơi, anh lấy giúp em bộ đồ trong túi đi. Em mặc cái này em thấy không tiện. Túi nào? Ở đâu? Đấy, đằng phía ngoài cái kia. Anh cứ mở ra, thấy ngay mà. Anh xem bộ nào hợp với em, anh lấy nhá chồng nhá. Thấy tôi vừa nói vừa nhìn sang phía bên nhỏ chị dâu, anh mới miễn cưỡng đi lấy, rồi đi lại gần tôi.
kề gương mặt của anh vào tai của tôi, nói nhỏ. Này, tôi biết là cô đang nghĩ cái gì trong đầu đấy. Nếu như anh biết rồi, thì anh phải phối hợp cùng với tôi chứ. Ngọt ngào, tình cảm lên nào. Thôi được rồi, nếu như cô thích, tôi sẽ chiều cô. Cô muốn chơi tới đâu, tôi sẽ chơi cùng với cô. Ok, quyết định vậy đi. Bây giờ cô muốn làm gì thì làm. Tôi đi ngủ đây, cấm được gọi tôi đấy. Thấy anh ta đồng ý, nên lúc này tôi lại ngoan ngoãn. Tôi gật đầu, trên môi của tôi bỗng nhiên lại bất giác nở ra một nụ cười. Nghĩ mà chán mày thật đấy, Thi ơi là Thi. Ngồi suy nghĩ một chút, tôi lại lên kế hoạch cho chuyến đi này. Nếu là bình thường ở nhà, tôi chẳng cần phải động đến một móng tay. Nhưng hôm nay vì muốn chơi con nhỏ đó, nên tôi bắt buộc phải thay đổi bản thân của mình. Tôi tin rằng mấy công việc này tôi làm được hết. Vì chả có cái gì có thể làm khó được con Thi này. Nhất định tôi phải làm cho bằng được. Nghĩ như vậy tôi liền thay đồ cho thoải mái. Rồi bước ra ngoài, ngó nhìn xung quanh. Nhưng không thấy chị ta đâu. Chắc là nghe theo lời nội, đang còn ngủ rồi. Tôi tranh thủ đi đến chỗ mấy cô đang ngồi làm. Nhìn họ tôi mỉm cười, gật đầu và chào hỏi ngay. Con chào cả nhà. Để con phụ mọi người một tay à? Thế con là vợ của thằng nào? Thằng Hai Minh hay là thằng Ba Duy? Dạ, con là vợ của anh Duy. Con cứ gọi bằng cô. Cô là cô út của thằng Duy. Còn đây là cô Ba này, cô Năm. Ở bên kia là bà Hai, là hàng xóm nhà mình. Vừa nói, cô út vừa chỉ cho mọi người cho tôi biết. Tôi lễ phép chào hỏi từng người. Sau đó lại lên tiếng. Dạ vâng ạ. Ban nãy con không biết, nhưng giờ con biết rồi. Để con sửa lại cách gọi, nhá cô nhá. Nghe tôi nói như vậy, thì mấy cô lại cười và nhìn nhau vui vẻ. Lúc này là tôi đang cố gắng tỏ ra vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Nói chuyện thì cứ vâng vâng giả giả. Nên ai tiếp xúc gần cũng thấy mến tôi hết. Thấy cô Năm ngồi nhặt rau, tôi cũng nhặt theo. Cơ mà việc nhặt rau này, ở nhà tôi chưa bao giờ làm. Bây giờ cố hy sinh một bộ móng để cho con kia bị ghét cũng đáng lắm. Để ý thấy tôi nhặt nát quá, cô Năm mới vội vàng lên tiếng. Thì ơi, nhặt dài dài ra con, ngắn quá, lát nữa nó vụn hết ra, nó trôi đi. Con nhìn cô đây này. Dạ vâng ạ, để đấy con làm lại nhá. Ừ, làm theo cô, dài dài ra, đây này, như thế này là được này. Bỗng bên kia có tiếng của cô út vang lên. Vợ thằng Duy dân Sài Gòn mà nhìn thân thiện quá chị hả? Nãy giờ nhiệt tình làm, nói chuyện lại thấy thương nó quá. Ừ, con bé thấy thương, nói sai, nó giả ngay, nó sửa ngay, không hề khó chịu. Tính ra gia đình chú hai có phước. Mà nãy giờ, sao mình chưa thấy vợ thằng Minh nhỉ? Chắc là còn làm gì trên nhà rồi. Mà thôi, có thì phụ với chị em mình. Là được rồi. Có mặt đứa nào thì mình tính đứa đó. Thế cô chấm Thi 10 điểm. Lát nữa lên nhà, cô khoe với nội là có đứa cháu dâu hết sẩy con bà Bảy luôn. Tôi nghe mấy cô khen như vậy thì cười tít mắt lại. Sau đó nhẹ nhàng đáp ngay. Con cảm ơn mọi người ạ. Ban nãy nghe bọn họ nhắc đến chị ta thấy đúng với ý của tôi. Đây là lần đầu tiên về quê chồng. Mà chị ta sơ suất quá, muốn sung sướng ngủ như nhà mình, thì có mà chết với tôi ngay. Cơ mà nhìn cái vẻ ngoài của chị ấy, có vẻ như rất phèn, nhưng lại luôn tỏ ra mình là người cao sang và chẳng muốn phụ người ta làm. Thế nên đừng bảo con Thi này, quay chị như trong chóng nhá. Tôi nhặt rau xong rồi thì nhanh miệng hỏi tiếp. Các cô ơi, còn làm gì không ạ? Để con phụ luôn. Xong hết rồi. Bây giờ chỉ còn đi bắt gà, vào mằn thịt, nấu cháo nữa là xong. Bắt gà hả cô? Sao thế, bắt gà vào nấu cháo. Tí nữa mọi người cùng ăn. Hôm nay là trưng thường nên mình làm món đơn giản thôi. Ngày mai mình ăn nhiều món hơn. À, dạ vâng ạ. Nghe thấy hai từ bắt gà tôi lại há hốc mồm ra. Việc nhặt rau tôi còn biết. Chưa đến việc bắt gà thì làm sao mà tôi làm được đây? Ngay cả cầm con gà tôi còn chả biết, thì làm sao mà bắt được nó. Thấy tôi cứ đứng ngơ người ra đấy, thì mấy cô lại được một dịp cười ngay.
Cô Út thấy vậy thì liền nói. Con mà sợ gà, cứ đứng ở trong này. Để cô ra vườn, cô bắt cho. Gà nhà nuôi nên bắt nhanh lắm. Con... Con là con gái thành thị, sợ gà là đúng rồi. Thôi, cứ ở trong này, nhá. Cô ra cô bắt ngay. Cô vào ngay. Tôi ấp úng chưa biết trả lời thế nào. Đứng gãi đầu suy nghĩ, thì đột nhiên lúc này tôi thấy con nhỏ đó đang bước xuống, nên mới vội vã lên tiếng ngay. Dạ để con đi cùng với cô à? Có dám không? Dạ chắc là ổn. Mình đi thôi cô. Bà nãy đã nói là cố gắng rồi, thì phải làm cho chót. Với cả bây giờ nó lại xuất hiện ở đây, nên tôi lại càng phải làm ngay. Con nhỏ đó nhìn thấy tôi và cô bước đi, thì gọi lớn. Thi, mày đi đâu đấy? Chị vừa mới ngủ dậy đi à? Em đang đi theo phụ cô Út này. Phụ cái gì? Tao theo làm với. Bắt gà, chị muốn làm ấy, đi cùng nhá. Cái gì cơ? Bắt gà? Dạ vâng, nếu chị bắt được thì đi cùng, còn nếu như không dám bắt đi, thì cứ ở đây, lát nữa em với cô quay lại ngay. Này, ai bảo là tao không biết? Để đấy, tao đi cùng với mày. Chị ta nhanh chóng bước đi theo chúng tôi. Vừa đi tôi vừa nhếch môi lên cười, bởi vì chị ta có cái tính muốn thắng tôi, nên bây giờ mới dám liều mình như vậy. Để xem, chị có khác gì tôi hay không? Cả ba cô cháu cùng nhau ra ngoài vườn, nhưng chỉ có mỗi tôi và cô Út là nói chuyện với nhau. Còn con nhỏ kia luôn tỏ ra thái độ tiểu thư, ưa sạch sẽ, nên chắc không được lòng cô Út. Bước tới chuồng gà tôi hơi ngạc nhiên và hoang mang, bởi vì có quá nhiều con gà ở trong đó. Đất nhà lại rộng, nên tụi nó cứ chạy rồi bay lung tung. Cô Út thấy vậy thì liền cười nói. Hai đứa cứ đứng ở đây, để cô vào, cô bắt rồi cô cầm nhá. Dạ vâng ạ. Nói rồi cô ấy bước vào bên trong bắt gà. Lúc này chị ta mới quan sát xung quanh một lượt, đi lại gần phía tôi, nói nhỏ. Mày hay lắm, mày dám đi nói xấu tao với mọi người. Này, chị đừng có nghĩ ai cũng hèn như chị nhá. Thế tại sao cô ấy vừa thấy tao, mặt mũi cô ta lại khó chịu rồi? Trong khi đó, cô ta chỉ nói chuyện vui vẻ với mày, còn tao thì không. Mà nếu như không phải mày nói, thì làm gì có chuyện xảy ra chứ? Thế thì chị nên xem lại bản thân của mình đi. Làm thế nào mà mọi người lại không chú ý đến mình chứ? Tao không làm gì sai. Tao đang nói chuyện với mày rất đàng hoàng. Chỉ có mày đấm sau lưng của tao. Chị nghĩ chị đủ tầm để tôi nhắc đến chị á? Tôi đấy không phải là mẹ của chị, nên chị làm ơn, đừng có mỗi cái gì cũng hỏi tôi. Còn mất dạy, mày muốn kiếm chuyện với tao chứ gì? Thử nhìn vào mặt tôi xem, bây giờ tôi có rảnh để đi kiếm chuyện với chị không? À mà quên, chị làm ơn ấy, chị bớt ảo tưởng lại đi. Chị đừng có nghĩ rằng mình là cái rốn của vũ trụ này. Mày... Mà nếu như chị thắc mắc ấy, chị cứ đi hỏi mấy cô. Tôi đây không có nghĩa vụ phải trả lời từng câu hỏi của chị. Ok. Tao đéo cần phải hỏi ai, khi mày là sao chổi cuộc đời tao. Nhìn vẻ mặt của mày xem, giả tạo. Đừng có nói đến chuyện làm chị em dâu thân thiết với nhau làm gì. Đang lúc tôi định trả lời lại nó, thì tiếng của cô Út ở trong kia đã vang lên. Xong rồi đây, Thi cầm một con, Trinh cầm một con, mang vào nhà cho mọi người nhá. Dạ vâng, thưa cô. Tôi sợ sệt nhận lấy con gà từ tay cô, cầm lấy chân của nó, mà hai tay của tôi cứ run rẩy lên. Gà nhà nuôi thả rông nên nó mập và nặng lắm. Vừa cầm nó, tôi vừa niệm câu thần chú trong miệng. Làm ơn đừng nhảy, làm ơn đừng nhảy. Ở phía bên kia, nhỏ chị dâu ấy cũng không khác gì tôi, nhưng nó đang cố gồng người và tỏ ra không có chuyện gì. Bây giờ tôi chỉ có hai sự lựa chọn. Một là chạy thật nhanh vào nhà, và hai là đi thật chậm, kẻo con gà nó lại sẩy mất. Tôi đi phía trước, nắm chặt lấy con gà. Đến lúc bước vào gần tới nhà, thì đột nhiên lúc này con nhỏ đó lại đi nhanh tới và hất vào vai của tôi một cái rất mạnh. Mất đà tôi ngã nhào xuống đất, và con gà cũng vì vậy mà bay đi. Bàn tay của tôi bị chống xuống trúng nền gạch, nên bị rớm máu. Cảm giác đau truyền đến khiến cho nước mắt của tôi chảy ra. Mấy cô trong nhà nghe như vậy vội vàng chạy ra ngoài. Mặc dù con Trinh
đã lên tiếng khoe trước. Con mang được gà vào rồi. Con cứ cầm lấy đi, để cô ra xem con Thi nó bị ngã thế nào. Ơ, cô! Chẳng có ai quan tâm đến nó. Mọi người cứ như vậy mà chạy thật nhanh ra phía này, đỡ tôi ngồi dậy, lo lắng hỏi tôi. Con có làm sao không? Bị thương ở đâu không con? Tôi được mọi người đỡ dậy, nhưng vừa đi được một chút thì cảm giác đau ở chân truyền đến. Gương mặt của tôi nhăn lại, miệng tôi vang lên. À, đau! Còn thì nó bị trật chân rồi. Thôi, để cô chạy vào kêu chồng con, đỡ con lên nhà. Dạ thôi, không cần đâu ạ. Con nghĩ chắc không sao đâu. Đừng gọi anh ấy xuống, mất công à. Vợ chồng mà mất công cái gì? Thôi, để cô đi gọi. Vừa dứt lời, cô ấy bước đi ngay. Tôi muốn cản, nhưng không cản được nữa. Tất cả là tại con nhỏ đó, làm cho tôi bị ngã. Bây giờ tôi mới bị thương. Cô Út đi từ phía ngoài chuồng gà vào, thấy như vậy, lên tiếng hỏi ngay. Sao lại đứng ở đây thế này? Con Thi nó bị ngã hả? Nghe thấy tôi bị ngã, cô Út liền đi nhanh tới, đưa gà cho cô kia xách, rồi hốt hoảng hỏi tôi ngay. Trời đất ơi, tay của con chảy máu rồi. Còn cái chân, rốt cuộc là đi đứng kiểu gì thế hả? Lúc nãy con mang gà vào, con đi tới đây thì bị chị Trinh... Chưa để cho tôi nói dứt câu, con nhỏ kia liền lên tiếng chen ngang. Chắc là tại nền trơn nên em ấy bị ngã hả? Với cả cũng sợ con gà nên run à? Khi nãy chị làm cho em ngã mà. Chị đi nhanh, chị hất vào vai của em còn gì. Thì tôi chỉ nói đúng sự thật. Chị ta đã chơi xấu tôi nên tôi mới nói như vậy. Thấy vậy mọi người ở đây đều nhìn phía mình. Chị ta lên tiếng giải thích. Mọi người tin lời của nó hả? Là nó không cẩn thận, tự bị ngã, bây giờ nó đổ thừa cho con. Nó ghét con nên mới nói như thế. Nó làm như vậy là cho mọi người nghĩ sai về con à? Thôi được rồi, vào nhà hết đi. Mấy cô không quan tâm lời nói của chị ta mà lại dìu tôi bước vào trong nhà. Chân chưa đi được vài bước thì một hình bóng quen thuộc xuất hiện. Duy nhanh chóng đến và bế bổng người tôi lên, bước thẳng vào trong nhà. Tôi thấy mọi người nhìn theo nên mới ái ngại lên tiếng. Này, anh bỏ tôi xuống, mọi người đang nhìn kia kìa. Chân cô bị như thế này mà còn đòi đi sao? Tôi không sao đâu, nhưng mà anh làm thế này, anh không sợ cô ta ghen à? Từ bao giờ cô lại suy nghĩ cho người khác thế hả? Cô nằm im đi. Chả biết ai xui quỷ khiến mà tôi lại đi hỏi cái câu ngớ ngẩn như vậy. Vừa bị đau, vừa bị quê, nên tôi mới chịu im lặng, nằm yên cho hắn bế. Vào đến nhà mọi người thấy anh ta bế tôi như vậy thì hốt hoảng hỏi ngay. Thi, bị làm sao thế con? Con bị ngã hả? Trời đất, sao lại không cẩn thận? Rồi có bị làm sao không? Hay là đi kiểm tra xem thế nào? Không để cho tôi trả lời, tên Duy kia lên tiếng thay tôi. Nếu như lát nữa không ổn, con sẽ đưa cô ấy đi khám. Còn bây giờ con vào, con rửa vết thương cho Thi cái đã. Tội nghiệp con bé, chắc mới về quê lần đầu chưa quen đường đi, nước bước đây mà. Ngã như vậy không nhẹ đâu. Dạ vâng ạ, con xin phép vào trong. Tôi gật đầu chào mọi người rồi được hắn bế vào trong phòng, đặt tôi ngồi xuống giường. Hắn ta đi nhanh về phía ngoài để tìm lấy hộp y tế. Nhưng ở quê, làm gì có đầy đủ thuốc trên thành phố. Nhìn qua nhìn lại, chỉ có chai oxy già và miếng bông gòn thôi. Tay đổ nước rửa ra, anh ta nhìn tôi, nghiêm giọng nói. Chịu sót một tí nhá. Tôi im lặng không trả lời, mà cứ ngồi đấy nhìn anh ta chuẩn bị. Cho đến khi loại nước ấy được đổ lên vết thương, thì ở tay của tôi sùng sục, sủi bọt lên. Tôi mới cảm thấy rất đau. Tôi la lớn. Đau quá! Cố chịu một chút, sắp xong rồi. Anh làm nhẹ tay thôi, đau. Tôi được rồi, xong rồi đây. Cũng vì lúc nãy tôi té ở đó, đó là nền xi măng và đất, nên nó dính hết lên trên người của tôi. Bây giờ phải rửa sạch ra thì mới không bị nhiễm trùng. Tay này còn đau, tay kia tôi không biết phải làm sao, nên cứ đưa ra, nắm chặt lấy tóc của anh ta và kéo.
Duy thấy tôi la hét như vậy, không nói gì, mà chỉ nhăn mặt, rồi tiếp tục rửa vết thương cho tôi. Rửa tay xong thì lại đến chân. Tôi thấy ngại quá, nên vội vàng lên tiếng. Anh cứ để đấy, tôi tự xoa được. Còn bây giờ hết việc rồi. Anh ra ngoài với mọi người đi. Còn có một tay, cô xoa kiểu gì? Cô ngồi im đi. Tôi bảo rồi, tôi không sao đâu. Để lát nữa, nó tự hết thôi. Ừ, hết. Mà có điều, hết đi được đó. Anh này. Tôi không thích nói nhiều. Nhắc lại một lần cuối, cô không ngồi im ấy, thì liệu hồn. Vẻ mặt của anh ta lúc này rất khó coi. Người gì đâu mà chả bao giờ thấy cười. Lúc nào cũng cái mặt cứ hầm hầm như thế. Tôi nói không được. Mà bây giờ tôi đau quá. Tôi chả thèm nói thêm gì nữa. Nên mới ngồi im lặng. Mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Vì tôi bị ngã nên không thể nào đi xuống nhà với mấy cô được. Nên phải về nằm ở trong này để nghỉ ngơi. Thấy anh ta ra ngoài, tôi vội vàng vớ lấy cái điện thoại và lướt mạng để xem tin tức. Đột nhiên chiếc màn một lần nữa được mở ra và người bước vào chính là con nhỏ chị dâu. Thấy tôi nằm ở trên giường, nó nhanh chóng đi lại. Giọng nói của nó vang lên không mấy thiện cảm. Mày đang giở trò đấy à? Tao biết là mày không sao, nhưng mày lại muốn được mọi người quan tâm, có đúng không? Ơ hay, chị bị điên à? Chị thử ngã giống tôi xem, chị có giở trò được không? Mày còn mạnh mồm lắm. Chị ta vừa nói xong thì nhìn tôi một lượt. Do tôi sơ ý, nên chị ta mới đưa tay chạm trúng ngay chỗ đau của tôi. Sau đó chị ta ấn mạnh vào. Không cần phải nói, cũng biết là tôi thấy đủ bầy ông trời là như thế nào. Miệng tôi mới hét lên. Chị bị điên à? Tôi đang bị đau. Mày câm miệng lại đi. Tao nói cho mày hay. Nếu như để tao biết được mày kể với mọi người chuyện lúc nãy thêm một lần nữa thì mày coi chừng đấy. Một khi tao nói, tao nhất định sẽ làm. Tôi vì bị quá đau nên mới vội đánh mạnh vào tay của chị ta rồi tức giận nói. Thế thì chị cứ chờ xem. Tôi sẽ nói hết cho mọi người ở đây biết cái bản mặt của chị nó xấu xa như thế nào. Tao thách mày đấy. Mày thử động vào tao xem. Mày có thân tàn ma dại hay không? Thế chị nghĩ rằng tôi để yên cho chị hại mình á? Còn thi này không hiền như chị nghĩ đâu. Ôi, tao sợ quá. Tao sợ cả người tao đang run lên đây này. Thi ơi là thi. Chị cứ chờ rồi xem. Tao chờ, tao đợi. Chuyện giữa tao với mày chưa kết thúc đâu. Sớm muộn gì Duy cũng là của tao. Mày hiểu chưa? Cái loại người như chị chỉ biết tranh giành với người khác thôi à? Chồng tôi nhất định sẽ giữ. Còn nếu như chị muốn bị người đời cười vào mặt thì xin mời, chị cướp đi. Cái còn mất dạy. Một đứa mất dạy như tôi còn biết được đồ cúng và đồ ăn nó khác nhau như thế nào. Nhưng với chị, chắc là chị không phân biệt được đâu. Mà thôi, bây giờ đã hết việc rồi. Làm phiền chị ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi. Mày dám? Tôi không thèm trả lời mà quay ngoắt mặt sang phía bên kia. Để chị ta ở đấy, muốn la hét kiểu gì thì tùy. Tôi im lặng ở đây là vì chị ta không đủ tư cách để đấu với mình. Thứ bẩn hèn vô giáo dục ấy, tôi nhìn, tôi thấy tởm lắm rồi. Thấy tôi làm ngơ như vậy, chị ta tức giận rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cuối cùng thì chị ta đã lấy chồng rồi, mà không chịu từ bỏ anh. Rốt cuộc, là tại sao yêu thằng em nhưng lại cưới thằng anh? Tôi chẳng thể nào hiểu được. Chân bị chật nên bây giờ tôi cảm thấy rất đau. Buổi chiều hôm ấy đúng lúc ngồi dậy bước xuống giường, tôi phải nhăn nhó mặt mũi vì cảm giác đau đớn truyền tới. Cố gắng gượng dậy để tập tễnh bước ra ngoài, thì thấy bà nội đang ngồi uống trà ở ngoài bàn. Thấy tôi, bà vội vàng hỏi ngay. Chân bớt đau chưa? Nào, lại đây ngồi với nội. Tay con đỡ đau rồi, nhưng mà chân con còn đau lắm nội ạ. Chồng cái rồi. Còn có cái may, đợi lát nữa dượng Nam đi làm về, rồi bà gọi sang đây, bóp cho con cái chân, ngày mai là con đỡ liền. Thật à nội? Ừ, dượng Nam đẻ ngược, nên mấy cái vụ này, chỉ cần nó bóp sơ là đỡ ngay. Mà nó đi làm, chắc là sắp qua rồi. Dạ vâng,
Thế thì tốt quá rồi. Đi cả nhắc như thế này, con cảm thấy không quen nội ạ. Lần sau ấy đi đứng nhớ cẩn thận. Ở đây rong rêu nó bám đầy sân. Người ở lâu thì quen ấy. Chứ con mới về, bị ngã là bình thường. Dạ, con cảm ơn nội. Lần sau nhất định, con sẽ nhìn trước ngó sau ạ. Tôi không muốn bà lo lắng cho mình, nên cứ mỉm cười vui vẻ nói chuyện. Nhìn xung quanh lúc này tôi chẳng thấy ai nữa. Mình với Duy chắc là đi thăm họ hàng gần đây. Tôi ngồi thêm một lát, thì mọi người tập trung đông đủ và dọn thức ăn lên bàn thờ để cúng kiếng. Nội đi vào trong đốt nhang, vái lạy. Còn con cháu ở ngoài sum vầy, ngồi cùng với nhau để nói chuyện. Đang ngồi đột nhiên Duy lúc này, lôi trong túi quần ra một bịch thuốc và đưa đến cho tôi. Anh mua thuốc cho vợ rồi này, lát nữa ăn xong ấy thì uống vào nhá. Nghe anh ta nói như vậy, nhỏ chị dâu ngồi bên, liền liếc nhìn sang phía bên này. Tôi vì muốn chọc tức nó, nên nũng nịu đáp lại anh. Cảm ơn chồng nhá. Lúc chiều em tìm anh không thấy, thì ra là anh trốn ra ngoài, mua thuốc cho em mà. Nghe anh ta trả lời nhạt nhẽo như vậy, tôi mới gượng cười một cái, rồi đưa tay, véo mạnh vào đùi anh ta. Miệng sát vào tai, nói nhỏ. Này này, anh có biết cách nói chuyện không à? Nó đang nhìn chúng ta kia kìa. Liệu cơm mà gắp mắm chứ? Nhanh lên. Duy quay sang phía đó, bắt gặp được ánh mắt của Trinh đang nhìn mình, nên mới thở dài một tiếng, rồi miễn cưỡng đưa tay, choàng qua eo của tôi, giọng nói nhỏ nhẹ. Thấy vợ bị đau như thế này, anh cũng đau lắm. Vợ nhớ uống thuốc cho khỏe nhá. Anh thương lắm. Dạ vâng, em cảm ơn chồng ạ. Tôi trả lời xong thì dựa vào người của anh, hai chúng tôi cứ như thế mà giả vờ, giống như một cặp vợ chồng đúng nghĩa, chứ không giống như hiện tại của cả hai. Mọi người thấy tôi và anh tình cảm như vậy, ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi, hạnh phúc. Cô Út thấy như vậy, liền cười và trêu chọc ngay. Hai đứa coi mà sinh con sớm đi, nghe chưa? Cả nhà, ai cũng mong đón cháu lắm rồi. Dạ vâng, con cái là trời cho, tụi con cũng muốn lắm, nhưng cứ để đấy, cho tự nhiên quả. Thì mình phải tranh thủ chứ, hai đứa bây giờ có con, chắc là đẹp hết phần người ta đấy. Cảm ơn cô Út mà cứ khen thế này, con nở mũi, con chết mất ạ. Nói thật chứ khen cái gì, mà thôi, ngồi chơi đi, cô xuống lấy trái cây lên, rồi cả nhà cùng ăn. Cả nhà ai cũng nói chuyện vui vẻ, nhưng điều đặc biệt ở đây là họ chỉ khen tôi và anh, chứ không hề nhắc đến con nhỏ chị dâu đấy một tiếng nào. Biết là nó tức giận lắm, nhưng tôi lại không biết phải làm thế nào, vì tôi đâu phải là mấy người đó chứ. Lúc ăn uống xong xuôi, do chân tôi bị thương, nên tôi để cho mấy đứa nhỏ dọn xuống, còn mình cứ ngồi vậy và chơi với bà nội. Đột nhiên lúc này dì Hà lại lên tiếng. Duy này, con mang mấy cái rổ này xuống giùm gì? Một mình con Trinh, nó làm không hết đâu. Anh ta không trả lời, cũng không có ý định đứng dậy. Tôi nhìn thấy như vậy, thì nhếch môi lên cười. Nhưng nụ cười còn chưa kịp tắt, thì đột nhiên hắn ta đứng dậy, rồi mang hết số đồ đấy đi thẳng xuống dưới nhà. Cái tên này, đúng là tính cách thất thường, thần kinh không ổn định. Cơ mà gì ta làm như vậy, chẳng khác nào, kéo rơm, lại gần với lửa. Thật là không thể nào tưởng tượng được. Tôi ngồi một lát mà không thấy anh ta, nên mới nhìn sang mọi người rồi nói. Con xin phép cả nhà, con vào phòng trước đi ạ. Khoan đã, chờ nội, kêu thằng Năm, nó bóp chân cho con. À, dạ vâng, con quên mất à. Nói thế rồi bà nội gọi dượng Năm đến để bóp chân cho tôi. Vì vẫn còn sưng, nên khi động tay vào thì rất đau. Mặt tôi nhăn nhó theo từng cử động của tay dượng. Mà lạ ở đây là dượng vừa bóp chân, lại vừa nói cái gì đấy trong miệng, khiến cho tôi không thể nào nghe rõ được. Cuối cùng, dượng đập vào chân tôi một cái, rồi nói. Xong rồi đấy, con về ngủ một đêm, ngày mai chân sẽ hết thôi. Dạ, con cảm ơn dượng à. Có cái gì đâu mà cảm ơn, mấy cái việc nhỏ này, người ta nhờ dượng làm hoài à, không sao đâu. Dạ vâng, cũng may nhà mình có thầy thuốc. Lời nói của tôi vừa dứt, thì cả nhà lại được một phen cười lớn. Tôi thấy họ cười như vậy,
thì hơi quê nên mới chào hỏi rồi nhanh chóng quay chân trở vào trong. Chắc thấy tôi bị thương nên chẳng ai trách móc gì. Vào trong, tôi ngồi uống thuốc xong đặt lưng xuống giường để nằm ngủ. Bình thường thì tôi nằm ở nệm quen rồi, bây giờ về đây nằm chiếu thế này thấy hơi khó chịu một chút. Nằm lăn qua lăn lại mà hai mắt cứ mở to hết cỡ, không thể nào nhắm lại được. Cái mặt nạ mắt thì tôi lại để quên ở ngoài xe, nên bây giờ chỉ còn cách là đếm cừu cho dễ ngủ thôi. Một con cừu, hai con cừu. Này, cô không ngủ à? Làm nhảm cái gì thế? Anh vào rồi đấy à? Tôi không ngủ được, tôi phải đếm cừu, chỉ có cách này tôi mới ngủ được thôi. Tại sao cô không ngủ được? Chắc là không quen, tôi lạ chỗ. Lời nói của tôi vừa dứt thì bên kia tấm màn có một giọng nói quen thuộc của hai vợ chồng nhà anh hai vang lên. Em làm cái gì mà lâu vào thế? Thì con Thi nó không phụ được nên em phải thay nó làm chứ sao? Đúng là chúa rắc rối. Em nói bè bé cái mồm thôi, vợ chồng nó nằm ngay bên cạnh, nó nghe được thì sao? Kệ nó, em chả sợ gì. Trinh à, tôi nghe thấy hết những gì hai vợ chồng nó nói. Là ai đã hại tôi thành ra bây giờ mà lại đi đổ thừa cho tôi chứ? Nếu như chị không tính toán hãm hại tôi thì bây giờ có phải cực như thế này không? Tôi thật sự không ngờ rằng cái vẻ mặt khinh bỉ kèm cái biểu môi thần thánh của tôi lại khiến cho tên kia bật cười như vậy. Chắc đây lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy hắn ta cười. Nụ cười tươi cùng với hàm răng trắng sáng rất dễ hút hồn người khác. Cảm nhận được mình hơi lố nên tôi khẽ ho vài tiếng rồi nói. Này, anh định bao giờ chúng ta mới được đi đến bến Ninh Kiều chơi? Tôi muốn đi đổi gió. Ơ hay, chân của cô bị như thế này mà cô lại đòi đi chơi à? Có làm sao đâu chứ, ra đấy chơi tôi có chạy nhảy hay múa gì đâu, sao lại không được đi? Thôi được rồi, nói như vậy là được đi chứ gì. Nếu như cô muốn ấy, tôi sẽ chiều. Lo thay đồ đi, rồi ra xe, tôi chở đi. Nghe anh ta đồng ý mà tôi cảm thấy rất vui. Đã hai hôm đi lấy chồng rồi mà tôi chưa được ra phố chơi, nên tôi muốn tranh thủ đi xõa mới được. Tôi lựa trong túi ra một chiếc váy hai dây, xẻ tà cao đến tận đùi, định mặc vào. Nhưng chợt nhớ lại đây không phải là mình. Nếu như ăn mặc kiểu này, ra đường ấy à, có khi tôi tự đá đổ đi công sức từ sáng tới giờ, tôi bỏ ra ấy chứ. Nghĩ như vậy tôi mới vội vàng chọn một bộ khác ngay. May sao tôi đang còn mang theo một chiếc quần bò và một chiếc áo thun nên tôi đã mặc tạm. Tuy đơn giản nhưng khi tôi khoác lên người thì cảm thấy rất hoàn hảo. Phong cách này khác hẳn với tôi của ngày thường. Lúc tôi bước ra ngoài, vô tình sao lại gặp phải anh hai đang ngồi đấy nghe điện thoại. Tôi thấy như vậy chỉ gật đầu một cái rồi bước đi luôn. Chân chưa được vài bước thì giọng nói của anh từ phía sau vang lên. Trời tối rồi, em còn định ra ngoài sao Thi? Dạ vâng, em với anh Duy đang định ra ngoài hóng gió một tí rồi về ạ. Đi đâu? Ngoài trời khuya rồi, coi chừng gió độc xuống. Em lại bệnh đấy. Dạ vâng, em nhớ rồi. Thôi, em đi trước đi ạ. Sợ nói một hồi sẽ lộ ra thêm nữa nên tôi tìm cách để trốn đi ngay. Cũng may là anh không hỏi gì thêm để cho tôi đi chót lọt như vậy. Ngồi vào xe, chúng tôi bắt đầu xuất phát đi đến điểm hẹn. Quãng đường từ nhà anh ra đến đó cũng hơi xa, nhưng mà tôi có thể chịu được. Sau một lúc ngồi ê cầm mông thì cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Phải công nhận một điều là về đêm nơi đây rất đẹp. Ánh đèn chiếu lên mặt hồ tạo nên khung cảnh rất lãng mạn. 20 năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi xuống một nơi như thế này để đi chơi. Ở đây có rất nhiều khách du lịch, cũng vì chân của tôi còn đau nên mới phải đi rất chậm. Ấy vậy mà tên Duy kia lại đi nhanh, quay sang bên cạnh không thấy tôi, hắn vội vàng đưa mắt tìm kiếm tôi. Này, cô đi lâu thế hả? Anh không nhìn thấy chân của tôi bị đau à? Có phải là tôi muốn đi chậm thế này đâu. Nhanh lên, bạn tôi đang chờ. Bạn anh á? Anh rủ bạn đi cùng à?
Sao anh không nói trước cho tôi? Tôi cũng mới gọi thôi. Nào, đi thôi. Nếu như tôi biết anh gọi bạn thế này, tôi đã không đi cùng rồi. Ăn mặc thì đơn giản, cộng thêm cái chân bị què thế này. Tôi chẳng có tí tự tin nào. Anh ta dắt tôi đến một nhà hàng trên du thuyền. Ở đây lúc bấy giờ có thêm 2-3 người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi đợi sẵn ở đó. Vừa thấy anh ta vào, họ lên tiếng gọi ngay. Duy ơi, ở bên này. Chân tôi miễn cưỡng bước đi theo anh, còn miệng thì đang cố nở ra một nụ cười. Bọn họ nhìn thấy tôi đi cùng thì ngạc nhiên hỏi ngay. Ủa, mày dắt ai theo cùng đấy? À, vợ tao. Cái gì? Đây là cô gái mà vợ của mày á? Này, mày đừng đùa thế chứ. Đùa cái gì, vợ tao đấy. Mới cưới được mấy hôm. Kết hôn cũng gấp gáp, nên tao không mời bọn mày. Thông cảm nhá. Nghe anh ta nói như vậy, thì phía bên đó, mặt ai nấy cũng ngạc nhiên. Đột nhiên lúc này, người phụ nữ ấy lên tiếng. Anh đừng có nói với em là anh cưới chạy bầu nhá. Chẳng nhẽ anh Duy nhà ta nay lại sống lỗi như vậy à? Không, đơn giản là anh thấy thích nên anh cưới thôi. Bầu bì gì? Thế còn Mai Trinh đâu? Sao anh không cưới nó mà lại đi cưới cái em mới này? Rồi nó có biết anh lấy vợ hay là chưa biết? Rồi. Thế thì tiếc thật. Em thấy Trinh nó yêu anh nhiều lắm. Nếu như anh bỏ lỡ nó, em nghĩ anh hối hận cả đời đấy. Tôi thấy miệng của cô ta phát ra những lời chói tai như vậy. Tôi vội vàng lên tiếng. Chị ơi, thế bây giờ chị bảo anh Duy phải cưới chị dâu của mình thì mới có hạnh phúc à chị? Cái gì cơ? Trinh là chị dâu của Duy á? Dạ vâng ạ. Nếu như muốn mở miệng ra nói thì phải nhìn trước ngó sau. Khi nào chị thấy đúng thì hãy nói chứ. Lúc nãy em nghe chị nói, em thấy hơi kỳ cục đấy à? Em... Dạ vâng, em chào mọi người. Em là Hà Thi, vợ mới cưới của anh Duy đây à? Nghe thấy tôi đáp trả chị ta như vậy, thì cả bàn lại hướng đôi mắt nhìn về phía tôi. Nhưng mà tôi đâu có nói gì sai đâu. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà. Nhưng phải công nhận là ngày xưa anh ta và con đó yêu nhau dữ lắm. Nên bây giờ đi đâu, ai cũng biết về mối quan hệ đó. Tôi chỉ là đang cảm thấy rất buồn cười cho bản thân mình. Nghĩ làm sao tôi lại chấp nhận là một người thế thân chứ? Không gian nơi đây bỗng nhiên chìm vào im lặng. Lúc này tên Duy cầm ly rượu trên tay và lên tiếng. Nào, nâng ly lên cho tình bạn của chúng ta. Cạn ly! Đàn ông chỉ cần nói vài ba câu là họ có thể vui cả ngày. Còn tôi cảm nhận được rằng mình đang lạc lõng ở nơi đây, nên tôi lấy điện thoại ra bấm và chơi game. Tin nhắn chợt đến, tôi vội vàng mở ra xem, thì thấy nhỏ chị dâu gửi cho tôi. Mày đang ở đâu đấy? Tôi thắc mắc không biết tại sao chị ta lại có số điện thoại của tôi. Định tôi không trả lời, nhưng tôi nghĩ lại. Tôi chọc tức nó một chút, chắc là vui lắm đây. Tôi thoát khỏi màn hình tin nhắn, tôi bấm vào phần camera, đưa lên. Rồi gọi Duy. Chồng ơi, chụp ảnh cái nào? Em cứ chụp đi, anh đang nhậu với bạn mà. Nhanh lên, em mỏi tay lắm rồi. Tôi với hắn đã diễn thì phải diễn cho chót. Thấy tôi cứ mải cầm điện thoại nên anh ta mới chịu đưa mặt vào chụp cùng. Nghĩ rằng mấy kiểu chụp thường này chắc còn chưa đủ đô, nên tôi tiếp tục nói tiếp. Hôn em đi. Thì em bảo chồng hôn em mà. Nhanh lên, xấu hổ cái gì? Chỉ vì có người khác ở đây nên tôi chỉ cần nói như vậy, anh sẽ làm ngay. Khi chụp được những bức ảnh tình tứ và mùi mẫn như vậy, tôi cảm thấy rất hài lòng. Tôi bấm lựa một tấm đẹp nhất rồi gửi ngay cho nó. Chưa đầy 10 giây sau, đã có một cuộc gọi fake time đến. Chần chừ một lúc tôi bắt máy nghe, nhưng lại chỉnh âm thanh xuống rất nhỏ. Em nghe này chị dâu. Là mày, mày đang cố tình chọc tức tao chứ gì? Chị dâu, chị nói cái gì? Em nghe không rõ. Ở đây ồn ào lắm, em chẳng nghe thấy cái gì đâu. Tôi nhìn thấy được vẻ mặt tức giận của chị ta, lại càng cho tôi thích thú hơn.
Bật camera sau, tôi quay hết tất cả mọi người ở đây cho chị ta xem. Không cần phải nói, cũng biết được độ điên của chị ta tăng lên tới cỡ nào. Tôi nói miệng tôi, chị ấy nói miệng của chị ấy. Nhìn thấy được mọi người đều vui vẻ với nhau. Thấy như vậy, tôi tiếp tục nói tiếp. Lát nữa vợ chồng em về nhà sớm. Bây giờ em tắt máy nhé chị hai. Vừa nói dứt câu, tôi vội vàng ngắt máy ngay. Mặc kệ cho đầu dây bên kia, chị ta có nói gì đi chăng nữa. Chắc là bây giờ máu dồn lên tới não rồi, chứ không còn là chuyện đùa đâu. Ở đây tôi chả hòa hợp được với ai. Lúc này ở phía bên kia có một anh chàng mặt nhìn rất hiền, nhưng lại cứ nhìn theo tôi mãi. Tôi cảm thấy hơi lạ nên mới vội vàng quay đi hướng khác. Nhưng đột nhiên lúc này anh ta lại nhìn thẳng về phía tôi và lên tiếng hỏi. Vợ của Duy năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ em 20 ạ. 20? Thế có nghĩa em thua thằng Duy 15 tuổi cơ à? Dạ vâng anh. Nghe tôi trả lời như vậy, anh ta có vẻ ngạc nhiên, quay sang Duy, nói giọng trêu đùa. Mày cũng chịu gặm cỏ non nhỉ? Nhỏ hơn đến tận một giáp luôn, chứ chả đùa. Kệ tao, mày cứ lo cho thân mày trước đi. Già rồi chứ phải trẻ con đâu. Cứ từ từ, đàn ông tuổi này chưa sợ. Thôi, cạn ly đi. Tôi nghĩ rằng mấy người bạn này của anh chắc là cùng quê, nên khi vừa gọi, họ đã đến ngay rồi. Tôi ngồi lạc lõng một mình ở đây, tôi chẳng biết phải làm gì ngoài ăn và uống. Duy biết tôi rất thích uống rượu, nên anh ta chẳng buồn nói. Bữa tiệc hôm ấy kết thúc rất trễ, chẳng biết là anh ta đã uống bao nhiêu rượu, mà say đến nỗi phải nhờ bạn đưa ra xe. Đặt ngồi vào ghế phụ, đóng cửa cẩn thận, tôi mới quay sang mấy người kia và lên tiếng. Anh Duy anh say quá rồi, em xin phép, bọn em về trước à? Em có lái xe được không đấy? Dạ, em có bằng lái rồi, em đi đây. Thế hai đứa về cẩn thận nhé. Tôi mỉm cười gật đầu, sau đó bước ra xe và lái đi. Giờ mới biết lái xe là một chuyện, và biết đường đi về nhà hay không lại là một chuyện khác. Hình như khi nãy anh ta chạy đường này có đúng không nhỉ? Thấy hơi khang khác nên tôi vội vàng quay sang kéo hắn ngồi dậy. Này Duy, anh nhìn xem có phải đường này không? Anh mở mắt ra xem nào, tôi không nhớ đường. Này này. Tôi gọi nhẹ nhàng không thèm nghe. Đến khi tôi la lớn hơn thì Duy mới chịu mở mắt ra nhìn. Cũng may là trong lúc say, anh ta chỉ đúng đường. Chứ tôi mà chạy đến sáng cũng không biết đường đâu mà về. Bây giờ đã khuya lắm rồi, nên cả nhà đều đi ngủ hết. Không biết nhờ ai giúp, nên tôi mới phải tự thân mình đỡ hắn vào bên trong. Chân đang đau mà gặp tình huống như thế này, thì nó còn đau hơn gấp bội. Dìu anh ta bước vào đến phòng khách, thì tôi giật mình khi thấy bố đang đứng ở đó. Nên tôi lắp bắp lên tiếng. Dạ bố, bố chưa ngủ ạ? Thằng Duy nó lại say à? Dạ vâng, anh ấy uống một chút rượu với bạn cũ bố ạ. Hai đứa đi đến tận bây giờ mới về sao? Bố gọi điện không thèm nghe máy. Thế là tại sao? Chắc là anh ấy cài im lặng, hay điện thoại hết pin, tắt nguồn rồi ạ. Bố lắc đầu không trả lời, mà đi nhanh đến phụ tôi, đưa anh vào trong giường nằm. Tên này bình thường thì chả sao, nhưng tại sao bây giờ lại nặng thế này nhỉ? Đặt anh ta nằm xuống giường, tôi mới nhìn lên bố, mỉm cười rồi nói. Con cảm ơn bố. Bố về phòng ngủ sớm đi ạ. Con tranh thủ nghỉ đi. Ngày mai còn đám dòng họ, nên chắc là mọi người tới đông. Lỡ mà dậy sớm, còn ra mắt, nghe chưa? Dạ vâng, con hiểu rồi ạ. Nói xong bố trở ra ngoài, ngồi một mình cùng với hắn. Tôi thấy số mình thật là xui xẻo. Mình là người rủ hắn đi chơi, nhưng cuối cùng mình lại là người cực khổ như thế này. Thấy áo của anh ta đầy mùi rượu, nên tôi phải tìm một cái áo khác để thay ngay. Cởi từng nút áo sơ mi ra, tôi thấy ngại đến đỏ mặt. Dù rằng đã từng phát sinh quan hệ với anh ta rồi, nhưng bây giờ nhìn lại, thấy cứ làm sao ấy, không thể nào tả được cái cảm giác này. Vừa thay áo xong thì đột nhiên, anh ta nghiêng người qua, còn thuận tay kéo tôi nằm xuống. Hai tay của anh ôm chặt lấy tôi. Miệng anh ta làm nhảm. Ngủ đi, khuya rồi,
Anh ôm thế này, làm sao tôi ngủ được chứ? Anh buông tôi ra đi. Này, anh đang giở vờ say với tôi đấy à? Nếu như muốn người bên cạnh biết, cô có việc la lớn lên. Anh đang hù tôi. Tôi không hù, nhưng mà tôi buồn ngủ. Tôi đang rất muốn ngủ, nên cô hãy nằm im đi. Nào, nằm xuống, ngủ đi. Anh muốn ngủ, anh thả tôi ra. Ôm như thế này, nóng được muốn chết. Cô nằm im đi nào. Vừa nói anh ta vừa siết chặt lấy cơ thể của tôi. Giống như hôm trước, khi nghe thấy hơi thở phả ra của anh, là cơ thể của tôi bắt đầu cứng lại, cảm giác khó chịu ở trong người. Không chống cự lại được nữa, nên tôi phải nằm im như vậy. Quần áo của anh thì một nửa mặc, một nửa cởi thế này, có phải chết không chứ? Chắc là do rượu ngấm vào người, nên cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến. Tôi vô thức để tay lên ngực anh, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cũng vì đi chơi khuya, nên sáng hôm sau cả hai thức dậy rất trễ. Đang lúc còn ngủ ngon lành, thì bỗng nhiên có tiếng hét ở trên trời rơi xuống. Duy! Tôi giật mình, cựa người thức giấc, còn Duy nằm bên cạnh cũng thấy mệt mỏi và lên tiếng gắt gỏng ngay. Mới sáng sớm, làm cái gì mà la hét thế hả? Có để cho người ta ngủ không? Anh Duy, hai người đang làm cái gì thế này? Tôi ngồi dậy nhìn về hướng âm thanh phát ra, trong đầu của tôi nghĩ đến chỉ duy nhất một mình chị ta mới có thể làm được điều đó. Đưa tay lên dụi mắt, sau đó khó chịu, lên tiếng. Này, cô có biết lịch sự không? Đang ở phòng của người ta, tại sao lại la hét như vậy? Cô có muốn mọi người ở đây biết hết không? Thế anh với nó, hai người... Hai người cái gì mà hai người? Không thấy vợ chồng chúng tôi đang ngủ à? Anh Duy! Tôi nãy giờ ngồi im lặng nghe hai người họ nói chuyện với nhau. Tôi không thể nào quên được việc chọc tức cô ta. Tôi nép vào người của hắn, tay choàng qua eo, rồi tỏ ra nũng nịu, đáng buồn cười. Cùng lúc đó lại càng tức tối hơn. Bỗng nhiên lúc này, tiếng của dì Hà phía sau vang lên. Có chuyện gì thế? Sao lại lao lối ôm xùm thế này? Mẹ! Trinh à? Sao con ở trong này? Con... Con đi ra ngoài này. Mẹ có chuyện cần nói với con. Dạ vâng ạ. Còn Trinh vẻ mặt khó chịu xoay người bước đi. Còn dì ấy ở lại nhìn bọn tôi rồi nói. Thôi được rồi. Hai đứa mau dậy chuẩn bị đi. Họ hàng khách hứa cũng sắp đến rồi. Dạ vâng, thưa dì. Nói thế rồi dì ấy vội vàng quay đi. Đợi cho khuất bóng, tôi vội vàng buông tay của hắn rồi nhanh chóng bước xuống giường. Ở dưới quê mà tắm sớm ấy, thì chắc chỉ có nước, răng môi đánh lộn với nhau. Vì ở đây rất lạnh. Phải công nhận là tay của Dượng Năm hay thật. Chỉ bóp có vài cái mà chân của tôi hôm nay đỡ đau đi rất nhiều. Khi chuẩn bị xong tôi liền xuống nhà, phụ với mọi người một tay ngay. Nhìn từ phía xa tôi thấy con nhỏ chị dâu đang đứng loay hoay. Làm cái gì đó mà mặt mũi của nó chẳng vui tí gì. Đã hại tôi ra thế này thì cũng vừa lòng cho chị lắm. Vừa thấy tôi xuống, mấy cô đã vội vàng hỏi tôi ngay. Thi dậy rồi đấy à? Chân đỡ đau chưa con? Nghe nói hai đứa bay, đi ra bến chơi à? Sao cô Út lại biết à? Thì nhà cô nằm ở ngoài đầu ngõ đi mà. Nhìn thấy chiếc xe của thằng chồng bay, cô nhận ra ngay. Dạ, hôm qua con nói rằng con chưa biết chỗ ấy, anh Duy dắt con đi đấy. Mà phải công nhận, quê mình đẹp thật cô nhỉ. Lời nói của tôi vừa dứt thì bên kia tiếng của chị ta bắt đầu vang lên. Thế tại sao mày không rủ chị đi cùng với? Đêm qua bị mất ngủ cả đêm mà chả thấy ai hỏi thăm tiếng nào. À, em tưởng chị ngủ rồi nên em không rủ đấy. Với cả chị bị mất ngủ, làm sao mà em biết được ạ? Thế tại sao chị gọi mày, mày không nói chuyện với chị? Mày giả vờ điếc, hay lắm. Ở ngoài đấy đông người, ồn ào lắm chị ạ. Với cả có bạn của anh Duy đi cùng. Em chả quen ai, nhưng ngồi một lúc thì lại thân ngay chị hai ạ. Mày thì trai nào mà chả thân. Vừa gặp vừa thân, cũng hơi lạ nha. Em đi cùng với anh Duy mà chị, em công khai, chứ có phải lén lút như ai kia đâu ạ.
thấy hai đứa nói chuyện với cái mùi không ổn, nên cô Út lúc này vội vàng chen vào. Thôi được rồi, Trinh, mang cái này lên, để trên bàn đi con, đặt bàn giữa nha. Dạ vâng ạ. Nó đi rồi, tôi ở dưới này phụ với mọi người, nhưng nó hình như không được cả nhà yêu thích, nên tôi thấy ai cũng lạnh nhạt với nó. Một lúc sau khi thức ăn được dọn hết lên, tôi vội vàng lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh, rồi gửi cho thằng Ken. Nhanh như chớp, nó trả lời tôi ngay. Ngon nhỉ, mà mày đang ở đâu đấy? Tao đang quê nội. Quê nội ai? Chẳng phải gia đình bên nội nhà mày, sang nước ngoài hết rồi à? Nhà nội chồng, tao đang ở Cần Thơ đây. Gớm nhỉ, lại còn gọi là nội chồng, chán mày. Ai làm gì mà mày chán? Đợi tao về, tao xử mày đấy. Thôi tao đùa đấy. Này, khi nào mày về, mày nhớ mang cho tao ít thức ăn nhá. Tao đang giảm cân, nhưng cứ thấy tao lại thèm ấy chứ. Thôi được rồi, tao biết rồi. Lát nữa tao gọi lại cho mày nhá. Nhắn xong xuôi, tôi vội vàng bỏ điện thoại vào túi, rồi bước lên nhà trên. Bây giờ khách cũng đến đông đủ lắm rồi. Họ ngồi vào bàn ăn, còn tôi thì đi vòng vòng để xem có gì cần mang lên không. Đột nhiên lúc này, có cô kia kéo tay tôi lại. Con bé này là ai thế chị Út? Sao em nhìn thấy nó lạ thế này? À, con bé tên Thi, vợ của thằng Duy. Gia đình nó về quê từ hôm qua. Thằng Duy á? Ờ, thế tại sao em thấy thằng Duy nó đứng nói chuyện với con bé đằng kia kìa? Em lại cứ nghĩ con bé đấy là vợ của nó chứ. Vừa nói bà ấy vừa chỉ tay về hướng của con nhỏ chị dâu. Tôi đưa mắt nhìn theo mà hơi ngạc nhiên, vì ban nãy nó nói đi vệ sinh, thì ra nó gặp chồng mình. Con nhỏ này tính ra gan lì thật đấy, ở dưới quê mà lại còn dám lộng hành như vậy. Tôi cảm thấy hơi sai nên vội vàng lên tiếng ngay. Dạ thật ngại quá, người mà cô vừa chỉ là vợ anh hai, là chị dâu của bọn con à? Vợ của thằng hai sao? Ờ, sau khi nãy cô thấy bọn nó cầm tay nhau, còn con bé đấy còn ôm lưng của thằng Duy cơ mà. Tôi nghe xong thì đơ người ra mấy giây, nhưng cố gượng cười nói tiếp. Chắc là cô nhìn nhầm đấy à? Mà thôi, cô ăn đi, con lấy thêm thịt gà cho cô nhá. Ừ, đi xuống lấy đi con. Tôi xoay người đi ra ngoài phía sau và không muốn trả lời câu hỏi ấy của cô. Thật ra việc anh ta làm gì tôi không bận tâm, nhưng anh ta làm ảnh hưởng đến tôi rồi. Sáng giờ tôi chưa được ăn gì, tôi thấy người hơi đói. Tôi tranh thủ lại bàn xong thì mới tới bọn tôi ăn. Phải công nhận một điều rằng ở dưới quê nấu ăn ngon số rách. Tôi là người rất khó ăn uống, nhưng khi ăn mấy món này lại cảm thấy rất ngon kinh khủng. Trong nhà nhậu đến nỗi ai cũng say chẳng biết gì. Mọi người phụ tôi đưa anh ta vào trong phòng nằm nghỉ ngơi. Còn tôi khi xong việc ở ngoài này thì cũng vào ngả lưng. Một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng đã trôi qua. Tôi ngủ một giấc đến chiều, sau đó mới mò dậy bước ra ngoài. Lúc này bà nội nhìn thấy tôi thì bà liền gọi tôi. Thi ơi, vào trong này với nội. Dạ vâng ạ. Nào, nhanh cái chân lên. Thấy giọng của bà nội gấp gáp nên tôi cũng nhanh chóng bước đến. Nội đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, không thấy ai, sau đó mới lấy trong túi ra một chiếc nhẫn vàng và đưa cho tôi. Cái này là bà nội giao lại cho con. Hôm đám cưới bọn con, nội không lên được, bây giờ nội đưa cho con. Nội cho con đấy à? Ừ, lúc mẹ thằng Duy còn sống, nó gửi chiếc nhẫn này cho nội, bảo rằng đợi khi nào Duy lấy vợ sẽ tặng lại cho vợ của nó. Bây giờ con đã là vợ của nó rồi thì chiếc nhẫn này sẽ là của con. Mẹ của anh Duy mất rồi à nội? Năm đấy nó gặp tai nạn xấu số nên đã mất rồi con à. Mất lúc thằng Duy còn nhỏ xíu, khoảng 5-6 tuổi gì đấy. Thế còn gì Hà là như thế nào à nội? Còn Hà là bạn của thằng hai, và hai đứa nó có con trước, nội lại không biết. Tới khi thằng hai nó kết hôn với mẹ của Duy thì thằng Minh cũng được 7 tuổi rồi. Cũng vì được sinh ra trước
nên thằng Minh mới là anh hai. Nhưng chỉ có một mình mẹ Duy mới là người được cưới hỏi đàng hoàng thôi. Vậy à nội, con thực sự không biết mấy chuyện này. Con không biết được đâu, bởi vì tất cả mọi chuyện được giấu rất kỹ rồi. Bởi vì ai con có biết không? Bởi vì người phụ nữ tính toán đấy. Mà tốt nhất đi, con đừng nên biết, nếu không ấy rắc rối cho con. Là dì Hà sao nội? Ừ, à mà thôi, chuyện này dài dòng lắm. Con mang chiếc nhẫn này, nhớ nha, giữ gìn nó thật kỹ. Đó là kỷ vật duy nhất mà mẹ chồng của con để lại cho con đấy thì à? Dạ vâng, con hiểu rồi ạ. Thôi, về tranh thủ soạn đồ đi. Lát rồi tối cả nhà con về bên trên. Ngay từ đầu gặp mặt là tôi đã thấy gia đình anh ta rắc rối. Cái gì mà gọi là gì rồi, anh em lại chẳng hòa thuận với nhau. Chưa kể là đến việc chị dâu và em chồng lại còn yêu nhau. Số tôi chẳng biết như thế nào, ma xui quỷ khiến thế nào, lại gặp chúng gia đình chơi bùng binh như thế này. Vậy là buổi chiều hôm đấy, khi mọi người đã tỉnh táo hết thì chúng tôi cũng quay trở về thành phố. Lúc ra đi tự nhiên tôi lại thấy luyến tiếc nơi đây vô cùng. Cái cảm giác bình yên được sống trong sự yêu thương của mọi người lại càng khiến cho tôi thấy buồn hơn nữa. Nhất định một ngày nào đấy tôi sẽ xuống đây thêm một lần nữa, nhưng lại chẳng biết là khi nào. Duy vừa lái xe vừa quay sang hỏi tôi. Này, ai làm cái gì mà mặt cô buồn thế à? Anh đấy. Là tôi. Mà chưa tới giờ tôi ngủ, tôi có làm gì ảnh hưởng đến cô đâu. Này, cô đừng có thấy tôi hiền rồi cô đổ thừa cho tôi nhé. Tôi hỏi thật anh nhé, ở dưới quê mà anh còn dám tỏ te với cái con bé chị dâu kìa, anh ghê gớm thật đấy. Ai nói với cô? Cần gì ai nói chứ, tôi tự biết. Thế thì mắt cô có vấn đề thật rồi. Để lát nữa lên trên đấy, tôi sẽ đưa cô thẳng đến bệnh viện cho cô khám bệnh luôn. Anh bị điên à? Mắt tôi chả bị làm sao, làm gì mà tôi phải đi khám chứ. Thế tại sao cô không chịu nhìn phần sau? Cô mất công đứng rình rồi thì cô phải rình cho hết chứ. Này, anh đừng nghĩ là tôi đi rình anh nhé, đừng có mơ. Hắn ta không trả lời lại tôi mà chỉ ngồi đấy bật cười. Còn tôi thì bị quê nên vội vàng quay mặt sang hướng khác nhằm đánh trống làng. Rõ ràng là tôi nghe người ta nói lại, chứ có phải là tự tôi đi rình hai người đó đâu. Mà lại có chuyện hiểu lầm gì ở đây? Chúng tôi về đến nhà đã là nửa đêm. Ngồi trên xe mấy tiếng đồng hồ, người muốn dã rời, nên khi bước vào phòng tôi đã nằm lăn ra giường. Cứ tưởng là giống như hôm qua nên tôi không thèm bận tâm gì nữa, cứ như vậy chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi thấy người mình có cảm giác lạ lạ, tôi mới vội vàng mở mắt ra xem. Tôi giật mình khi lại phát hiện ra hắn đang nằm trên chiếc giường này, nên tôi thẳng chân đạp một phát, hắn lăn đùng xuống đất. Tên Duy mặt mũi khó chịu nhìn tôi, giọng nói gắt gỏng. Cô bị làm cái sao đấy hả? Bị cái gì thế à? Này, ai cho anh nằm ở đây? Chỗ của anh là bên kia. Đây là giường của tôi cơ mà. Hôm qua tôi và cô ngủ cùng với nhau rồi có làm sao đâu. Này, cô đừng có làm quá mọi chuyện lên, khi mà cô đã là vợ của tôi. Mà cô có còn là gái Trinh Nguyên nữa đâu. Bớt bớt lại cho tôi nhờ. Anh... Thôi được rồi, tôi đi ngủ đây. Tôi hứa, tôi không làm gì cô đâu. Tôi nhìn thấy ánh mắt của anh ta hiện lên vẻ mệt mỏi. Khi trả lời tôi xong thì cũng lăn đùng ra ngủ, chứ không thèm nói chuyện hay tranh cãi gì thêm. Tôi thấy như thế nên chả thèm nói đến, mà đi đến tủ lấy hết số gối ra để làm rào chắn. Tôi chắn cao đến nỗi không còn nhìn thấy được bên kia nữa, sau đó mới an tâm mà nhắm mắt. Ấy vậy mà người tính vẫn không bằng trời tính. Khi mà sáng hôm sau, khi mà tôi thức dậy, lại phát hiện ra rằng mình đang nằm dưới cánh tay của anh ta. Quá xấu hổ, tôi vội vàng ngồi dậy. Nhưng khi chân vừa chạm xuống nền gạch thì tiếng của anh ta lại vang lên. Lo mà giảm cân đi đấy. Tê hết cả tay của tôi rồi. Này, anh bị điên à? Tôi còn 45kg thôi, cơ thể này hơi bị chuẩn rồi đấy. Lời nói của tôi vừa dứt thì anh ta đưa bàn tay lên quan sát
Các ngón tay cử động ra vào với vẻ mặt gian xảo, sau đó tiếp tục nói. Thế này mà gọi là chuẩn á? Tôi thấy nó chưa vừa tay cho lắm. Phải to hơn một tí nữa, thế mới chuẩn được. Ảnh đúng là một tên biến thái. Tôi chỉ đang cảm nhận và nói sự thật thôi. Mà tôi nghĩ từ nay về sau ấy, cô đừng có lấy mấy cái gối này che chắn làm cái gì. Vì như thế nào cô ấy cũng từ bỏ mà sang bên tôi thôi. Này, anh Duy kia, anh muốn chết à? Thấy anh ta trừng ra cái vẻ mặt tự mãn ấy mà tôi cảm thấy ghét vô cùng. Tay ôm lấy cây gối rồi ném thẳng về phía ấy. Vừa ném tôi vừa chửi. Còn tên Duy kia thấy như vậy thì chỉ biết cười rồi ôm chặt cây gối lại. Anh ta thật là muốn làm cho người ta tức chết. Bởi vì ngày hôm nay là ngày cuối tuần nên mọi người ở nhà nghỉ ngơi. Chỉ có mỗi anh hai đã đi ra ngoài từ sớm. Vừa lúc ngồi vào bàn ăn sáng thì ba đã lên tiếng ngay. Hôm qua việc của thằng Duy và con Trinh là như thế nào? Để cho mọi người đồn đoán như vậy. Thấy đẹp mặt lắm, có đúng không? Con chả làm gì sai cả. Chị tao hỏi cái gì thì con trả lời như vậy thôi. Thế còn hành động của con Trinh là cái gì đây? Nếu như cô Út không kể lại thì hai đứa bọn mày xem như bố bị mù à? Bố bị mù nên hai đứa mới tự tiện. Muốn làm cái gì thì làm, có đúng không? Bố đừng có làm quá mọi chuyện lên như vậy. Con không thích nói nhiều đâu. Duy, mày dám trả lời bố mày như thế à? Mày lớn rồi, nên mày không xem bố mày ra gì, có đúng không? Vẫn là câu nói đấy. Con chả làm gì sai. Con không cần phải giải thích. Duy trả lời xong, anh ta đứng dậy, bò đũa thật mạnh xuống bàn, bước ra ngoài. Con nhỏ chị dâu nghe bố nói như vậy thì cả người run bần bật, mặt cắt chẳng còn một giọt máu. Tôi đoán chắc có lẽ cô Út kể lại cho bố nghe chuyện lúc sáng mà bà hàng xóm đã nói. Tôi đã không bận tâm tối rồi mà vẫn còn người khác nhớ và nhắc lại. Giờ trên bàn ăn xoay qua xoay lại chỉ còn có mấy người. Dì Hà thấy không khí trong nhà quá căng thẳng nên mới lên tiếng. Trời đánh còn tránh bữa ăn. Thôi cả nhà ăn sáng đi. Có cái gì từ từ nói sau. Từ lúc đấy trở đi thì ai cũng im lặng và chỉ tập trung vào ăn. Vì tôi nghĩ rằng hai ngày liên tiếp để về quê phụ việc, bây giờ cơ thể của tôi đang bị xuống sắc. Tôi thấy quá uể oải, quá mệt mỏi, nên tôi muốn được đi thư giãn một chút. Ăn sáng, phụ dọn dẹp xong xuôi, tôi lên tiếng. Dạ, hôm nay con ra ngoài có tí việc, chắc là con về trễ. Mọi người cứ ăn tối trước, đừng chờ con à. Đi ra ngoài nhớ cẩn thận, dạo này xe cộ đông lắm. Dạ vâng, con biết rồi gì. Nói xong tôi chào cả nhà rồi xách túi đi ra xe. Vẫn còn chưa kịp ngồi vào ghế thì tiếng của anh ta đã vang lên. Cô định đi đâu đấy? Đi làm. Cô làm cái gì? Này, thế bây giờ tôi đi đâu? Tôi làm cái gì? Tôi phải báo cáo với anh à? Hôm nay là chủ nhật, tôi không có ở nhà. Anh cứ tranh thủ mà nói chuyện tâm sự mỏng với chị dâu của anh đi. Này, cô... Anh đừng có giả vờ trước mặt tôi. Tôi biết là anh còn yêu chị ta. Chỉ cần không thể hiện trước mặt tôi, thì tôi đều ok, không làm sao hết. Cô đừng nói với tôi bằng cái giọng đấy. Lời nói của tôi ấy, chính là tính cách của tôi. Nếu như anh không thích, anh cứ việc né tránh nó ra, ok? Tôi trả lời như vậy rồi vội vàng lái xe đi. Khi nhìn vào kính chiếu hậu, tôi thấy anh ta đứng ở đó và đang nhìn theo mình. Rốt cuộc là tên này, hắn bị làm sao nhỉ? Lúc trước thì như thế này, lúc thì lại như thế kia. Chả biết thế nào mà lường trước được. Lúc này tôi ấn máy gọi cho Ken. Đi chơi không? Free luôn. Giọng của Ken ngái ngủ vang lên. Đi đâu mới được chứ? Đi spa nhá. Tao mệt mỏi quá, muốn đi thư giãn một chút. Mày đi không? Tao qua đón mày. Này, thế tại sao mày cứ rủ tao đi vào những lúc tao đang ngủ thế à? Nói đi, từ lúc nào mày lại dậy sớm như vậy? Thì từ lúc tao lấy chồng. Này, mày chốt nhanh đi.
để tao còn biết đường. Ừ, đi thì đi, mày có đón tao đi. Ok. Tôi tắt máy và lái xe thẳng đến nhà nó, rồi chờ nó đi làm đẹp thư giãn cùng với tôi. Đúng là ở không sung sướng, bây giờ làm có tí việc đã thấy mệt mỏi lắm rồi. Tự nhiên trong đầu tôi bây giờ lại nghĩ đến chuyện tương lai. Không biết tôi phải làm gì tiếp theo đây, hay là cứ như vậy, rong chơi cho đến suốt cuộc đời. Thấy tôi im lặng, tên Ken mới vội vàng lên tiếng hỏi tôi. Từ lúc mày lấy chồng ấy, tao thấy mày thay đổi nhiều lắm. Tao đang nghĩ, không biết có phải là mày không ấy. Thế mày bị làm sao? Tao vẫn bình thường, có cái gì thay đổi đâu. Thì tao thấy mày ít nói hẳn ra. Cái cả cách nhìn của mày giống như người trưởng thành, không còn nhí nhảnh hồn nhiên, giống như lúc trước. Ken, tao thì tao thấy tao bình thường, chỉ là lâu lâu gặp lại mày, nên tao nhớ mày thôi. Mày nhớ tao thật không? Thật, tao mà nói láo, tao làm con của mày. Thế thì thương, mà mày không nhớ, hoặc là mày bỏ rơi tao, chắc là tao giết mày đấy. Ui giời, mày làm tao sợ rồi đấy. Thật ra mấy ngày không gặp nó, tôi cảm thấy rất buồn lắm. Còn nó đi theo nói chuyện cùng, khiến cho tôi vui vẻ hẳn ra. Tôi đang tính đi học lại, rồi mở một thẩm mỹ viện để đi làm. Nhưng cứ ngại việc lao đầu vào làm sẽ khiến cho mình mau già. Nên tôi đang còn suy nghĩ. Tôi không nặng vấn đề tiền bạc. Chỉ cần mình làm vì đam mê, cảm thấy vui vẻ hài lòng, như vậy là quá đủ. Cả buổi sáng hôm đấy tôi dành riêng cho Ken. Đang lúc ngồi ăn trưa thì đột nhiên anh ta lại gọi điện đến. Thấy vậy tôi chỉnh im lặng và quyết định không nghe máy. Ken như vậy thì tò mò lên tiếng hỏi. Sao thế? Chồng mày gọi mày không nghe à? Sao mày biết chồng tao gọi? Cái con điên này, mày lưu tên chồng trong máy mà mày còn hỏi tao. Ừ nhỉ, tao quên mất. Làm sao? Nếu không nghe, mày cứ để đấy, tao nghe dùm cho. Chứ để chồng mày đợi lâu, lại lo lắng cho mày đấy. Thôi được rồi, để tao nghe máy. Thấy Ken đã nói như vậy, tôi mới quyết định nghe máy. Giọng nói chẳng có gì vui vẻ. Làm sao? Anh còn chuyện gì? Cô đang ở đâu đấy? Tôi bảo với anh. Anh nghe không hiểu à? Tôi nói rồi, tôi đi đâu tôi làm gì, không liên quan đến anh. Tại sao anh cứ thích làm phiền tôi thế à? Tôi hỏi cô là cô đang ở đâu? Hắn ta đúng là một tên đáng ghét. Tôi nói rõ ràng như vậy rồi, mà vẫn còn mặt dày để hỏi tôi. Cũng vì không muốn nói chuyện thêm nữa, tôi mới vội vàng tắt máy. Ấy như vậy mà anh ta lại gọi liên tục. Tôi nội, tôi phải tắt nguồn, thì anh ta mới dừng lại. Bây giờ trong đầu tôi chỉ suy nghĩ đến việc học nghề tiếp. Nếu như muốn giết chết thời gian, thì chỉ có việc học hành thôi. Nghĩ là như vậy, nên ăn xong tôi đến chỗ người chị quen biết để nhờ vả. Ngồi chờ chị ấy trong phòng khách, tôi thấy mệt mỏi ghê. Vừa ra ngoài, chị vui vẻ nói với tôi. Thì đây à, hôm nay ngọn gió nào lại đưa em tới đây thế này? Là em tự đến, chứ gió nào mà thổi được em hả chị? Chị cứ làm quá lên. Lúc nãy đứng từ xa nhìn, chị còn không nhận ra em đấy. Hôm nay hình như em mập hơn, lại còn xinh hơn. Em làm sao mà xinh bằng chị được? Em nhìn chị cứ tưởng như gái 18 không ấy. Đúng là khéo nịnh nọt. Thế hôm nay đến đây, có việc gì? Em định qua đây nhờ chị dạy thêm nghề cho em. Lúc trước đang học dở dang, nên bây giờ em muốn học tiếp để mở tiệm chị à? Bỏ nghề lâu nên thôi được rồi, em cứ mở đi. Chị qua chị dạy nâng cao cho em. Chuyện này dễ mà. Được không chị? Nhưng mà em sợ mình còn yếu tay nghề ạ. Em cứ yên tâm đi. Chị cho mấy đứa nhân viên qua phụ em. Có chị đứng ở sau. Em còn sợ cái gì? Dạ vâng, em cảm ơn nhá. Chỗ người quen, em khách sáo làm gì? Chị lại đánh cho một trận bây giờ. Nghe chị ấy nói như vậy tôi chỉ biết cười trừ. Dù đã theo chị học được một năm, nhưng mà tôi nghỉ lâu rồi nên chẳng còn tự tin gì nữa. Bây giờ khi nghe được lời động viên của chị, tôi lại càng có thêm động lực
để kinh doanh. Xong việc thấy còn sớm, tôi vội vàng chạy sang nhà mẹ để hỏi thêm việc xây tiệm. Đất nhà có sẵn nên bây giờ chỉ cần thuê người xây theo ý của mình là được. Hình như đây là việc mà tôi nghiêm túc nhất từ trước tới giờ. Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Tôi gọi lớn nhưng lại không thấy mẹ trả lời. Tôi bước thẳng vào trong. Cô giúp việc ở dưới bếp thấy tôi thì vui vẻ đi ra và hỏi tôi ngay. Ơ, Thi về dưới đây à con? Dạ vâng. Mẹ con đi đâu rồi cô? À, bà đi làm từ sớm. Hôm nay bà nói là không về ăn trưa. Thế là mẹ con bận rồi. Cô đang nấu cái gì thế? Nghe thơm vậy à? Tôi bước vào trong, đi tới khuấy nồi canh hương, bốc khói. Bên cạnh còn có món cá kho tổ, món tiểu của tôi. Miệng chép chép. Ngon thật đấy cô à? Ăn luôn không? Cô dọn ra cho ăn nhá. Dạ không cần, con ăn cơm trưa rồi. Này, con ở nhà chơi. Cô đi ra ngoài mua thêm một ít nấm, chiều về nấu cháo cho bà. Bà nói là bà thèm cháo cá lóc nên chiều nay cô nấu. Dạ vâng, cô cứ đi đi. Con lên phòng, con ngủ một tí. Ừ, cô đi đây. Nói như vậy rồi cô ấy xách túi rồi đi mua thức ăn. Tôi thì quay trở về phòng nằm nghỉ một tí. Lỡ nói chiều mới về thì tôi phải đi cho đúng giờ. Mở điện thoại ra thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đa phần là số của hắn ta. Thấy vậy tôi vứt sang một bên rồi tiếp tục ngủ. Đang lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhiên tôi lại có cảm giác từ dưới bàn chân của mình có ai đó đang sờ. Nên tôi vội vàng bật dậy thật nhanh. Tôi hốt hoảng khi nhìn thấy ông ta đang ngồi trước mặt mình, miệng lắp bắp. Ông từ đâu xuất hiện thế à? Đây là nhà của tao. Tao không xuất hiện ở đây. Thì tao xuất hiện ở đâu? Đúng là đồ khốn nạn. Ông cút đi, cút ra khỏi phòng của tôi. Nhanh lên. Bây giờ tao không thích đấy. Mày làm gì được tao? Hôm nay cơ hội tới rồi. Mày đã tự hiến thân vào, chứ không phải là tao tìm cách. Ông bị điên đi à? Nếu như ông dám làm gì tôi sẽ nói với mẹ tôi. Đuổi thằng cổ của ông đi. Đúng là cái đồ biến thái. Tôi nói như vậy nhưng ông ta không trả lời, mà còn nở ra một nụ cười rất gian xảo. Bình thường tôi mạnh mẽ lắm, nhưng chẳng hiểu tại sao ngày hôm nay tôi lại cảm thấy sợ ông ta vô cùng. Càng lúc ông ta càng tiến đến gần tôi, giọng nói đầy mùi hôi thối vang lên. Ngoan, cứ nằm im đi, rồi dượng sẽ cho mày sung sướng. Đúng là cái đồ thần kinh. Tôi nói lại lần cuối, ông tránh tôi ra. Nếu không ấy, tôi sẽ giết chết ông. Giết? Mày lấy cái gì để giết tao? Ông cút đi, cút. Tôi vừa nói vừa đưa tay xuống dưới gối để tìm con dao, nhưng mà mò mãi chẳng chạm được con dao nào. Thấy như vậy, tôi nhấc vội chiếc gối lên thì trống trơn. Rốt cuộc là con dao của tôi đã biến đi đâu mất. Thường ngày tôi hay để nó ở đây, chẳng nhẽ ông ta đã vứt nó đi rồi. Nhìn thấy vẻ mặt của tôi biến sắc, ông ta liền cười lớn, miệng vẫn không quên. Nào, tới đây với dượng nào. Đồ khốn nạn. Ông ta không nghe nữa, mà ngược lại còn nắm lấy bàn chân của tôi, kéo mạnh về phía cuối giường. Tôi chống cự, giãy giụa, rồi thẳng chân đạp vào người của ông ta. Thấy ông ta lăn xuống đất, tôi vội vàng đứng dậy, chạy thật nhanh ra phía ngoài, miệng la lớn. Cứu tôi với, có ai không? Cứ la lớn lên đi, không có ai đến đây mà cứu mày được đâu, con gái của ta à? Cứu tôi! Đồ biến thái, ông cút đi! Tôi vừa chạy vừa quay lại nhìn ông ta, cái chân bị trật vẫn chưa khỏi hẳn, bây giờ lại chạy thế này nữa, cảm giác đau nhức lại truyền đến. Tôi bị mất đà và ngã lăn xuống đất. Đang lúc lòm khom ngồi dậy thì chẳng mấy chốc ông ta đã tới rồi bế thốc người tôi lên. Đi thẳng lại sofa và ông ta thả mạnh tôi xuống đó. Con điên này, mày càng chống cự thì tao lại càng cảm thấy thích. Mày càng ghét tao ấy, thì tao sẽ khiến cho mày nhớ đến tao mãi mãi. Mày rõ chưa? Ông buông tôi ra! Ông mau buông tôi ra! Nằm im! Nằm im! Có chết, tôi không để cho ông được thỏa mãn đâu. Tên khốn nạn này!
Ông ta như không để tâm tới lời nói của tôi, mà thẳng tay xé toạc chiếc váy trên người của tôi. Vùng ngực trắng đầy đà, chẳng mấy chốc đã được phơi bày ra trước mặt một con hổ đói như ông ta. Lúc này tôi chống cự, giãy giụa gào thét lên, nhưng không được. Tôi nghiêng đầu sang và cắn mạnh vào tay của ông ta. Vừa cắn vừa nghiến, đến nỗi máu của ông ta đổ ra, nhưng ông ta vẫn không chịu buông tôi ra. Lúc này mồi máu tươi sộc thẳng vào mũi, ông ấy nhăn mặt, buông tôi ra, rồi thẳng tay tát mạnh vào má của tôi. Mày dám cắn tao, con chó này! Tôi hận ông, tôi nguyền rủa ông mau chết đi! Tao đã nói rồi, hai mẹ con nhà mày, cuối cùng sẽ là của tao. Nước mắt của tôi bắt đầu rơi ra, tôi không muốn bản thân của mình bị hại dưới thân của ông ta. Tôi tự trách mình, tại sao lại để cho ông ta vào ngôi nhà này sống? Tại sao tôi lại không thể nào mạnh mẽ đánh trả lại ông ta? Tôi làm hết sức mình, nhưng không thể nào chống cự lại được. Bây giờ tôi chỉ biết khóc và cầu mong ai đó đến đây và cứu tôi. Ông ta đưa cái miệng dơ bẩn của mình hôn lên từng tấc da tấc thịt của tôi, mà lòng của tôi như muốn vỡ nát. Hai tay của tôi đẩy người ông ta ra, nước mắt của tôi càng lúc càng rơi nhiều. Tôi mạnh mẽ không được nên bắt buộc phải chuyển sang van xin. Làm ơn, ông buông tha cho tôi đi, ông đừng động vào người tôi. Cứ nằm im đi, Dượng sẽ cho mày được sung sướng. Mày cứ yên tâm, Dượng sẽ cho mày thấy chồng của mày chưa bằng một góc của Dượng đâu. Tôi cầu xin ông đây, ông muốn tôi làm gì cũng được, chỉ xin ông đừng động vào người tôi cảm thấy dơ bẩn lắm. Mẹ kiếp, mày chỉ được phép cầu xin tao, mày hiểu chưa? Vừa nói dứt câu đó, ông ta cuống cuồng hôn tôi. Tôi ghê tởm con người của ông ấy. Nếu như có chết, tôi không muốn để cho ông ta chà đạp lên mình như vậy. Tay cấu vào người đến độ muốn chảy máu, mà ông ta, thú tính của ông ta, đang tiếp tục hoành hành. Lúc tôi thấy đau khổ nhất, lúc tôi tuyệt vọng nhất, thì trong tâm trí của tôi lại hiện lên hình ảnh của Duy. Duy, anh đang ở đâu? Cứu tôi! Ông ta mặc kệ lấy cảm xúc của tôi, rồi giống như một con hổ đói vồ lấy người của tôi. Gương mặt của ông ta hài lòng với những gì mình đang làm lên một đứa con gái như tôi. Tôi khóc, tôi chẳng còn nước mắt mà rơi nữa. Đang đúng lúc định buông xuôi, thì đột nhiên lúc này có một giọng nói vang lên. Khốn kiếp, buông cô ấy ra! À, mày là thằng nào? Ông ta nhấc ra khỏi người tôi, hình ảnh nhòe dần nơi mắt, nhưng đủ để tôi nhận ra đó chính là Duy. Anh đang đánh vào mặt của tên Dượng xấu xa đấy. Ông ta vì mất đà, phải chịu những cú đấm rất mạnh từ Duy, nên không còn đủ sức để chống trả. Tôi nhận thức được mọi thứ, ngồi bật dậy thật nhanh, lấy tay che đi phần ngực bị xé của mình, sau đó bò chạy lên phòng, khóa chặt cửa lại. Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn mình biến mất hoàn toàn. Tôi ôm gối cuộn tròn nơi góc giường và nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lúc nãy tôi cầu mong anh ta đến cứu mình, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy rất xấu hổ và nhục nhã trước mặt anh. Một con thi ngông cuồng mạnh mẽ ngày nào, bây giờ đã không còn nữa. Tiếng cửa phòng vang lên. Tôi đưa tay lên bịt kín tai lại, sau đó lắc đầu liên tục. Thi ơi, Thi! Mở cửa cho tôi! Là tôi đây! Là tôi đây! Cô mau mở cửa cho tôi. Anh đi về đi. Bây giờ tôi không muốn gặp ai hết. Anh đi đi. Hà Thi à, tôi có chuyện này cần nói với cô. Cô mở cửa đi, nhanh lên. Không, tôi không muốn nghe. Tôi không muốn gặp anh. Cô bình tĩnh, cô nghe tôi nói. Hà Thi. Đến bây giờ tôi thật sự không muốn đối diện với anh ta nữa. Hình ảnh anh nhìn thấy tôi nằm dưới thân của ông ta, cầu xin ông ta, càng làm cho tôi cảm thấy xấu hổ. Đứng dậy tôi bước nhanh vào nhà tắm, rồi tôi xối nước thật mạnh. Đứng dưới vòi nước hoa sen, tôi chà mạnh lên cơ thể của mình, đến nỗi đỏ hết cả vùng da ấy. Tôi còn cảm thấy rất là dơ bẩn. Tôi muốn gột rửa đi tất cả. Tôi không muốn một dấu ấn nào của ông ta xuất hiện trên cơ thể của tôi. Tôi thật sự không muốn. Sau khi tắm xong xuôi,
tôi nhốt mình trong căn phòng tối. Một mình ngồi đấy, ôm chai rượu uống và mặc kệ ngoài kia như thế nào. Tâm trạng chó cắn, rượu thì cay mà nước mắt của tôi thì cứ rơi như vậy. Giá như ngày bé tôi không bệnh, giá như ngày đó người cứu lấy hai mẹ con tôi không phải là ông ta, có phải là tốt hơn bây giờ không chứ? Tôi không phủ nhận ơn của ông ta, nhưng so với những gì ông ta làm với tôi, thì điều đó chẳng thua gì súc vật. Tôi hận ông ta, tôi hận luôn cả chính bản thân mình. Tại sao? Tại sao ông lại đối xử với tôi như thế? Ông không phải là con người, ông thật sự không xứng đáng là một con người. Tôi hận ông vô cùng. Vừa nói dứt câu, tôi ném mạnh chai rượu vào tường. Tiếng vỡ của thủy tinh và dòng nước đỏ chảy ra trên nền gạch trắng xóa. Miệng vừa cười vừa nói, nhưng nước mắt thì tuôn rơi. Dẫu biết rằng ông ta chưa hại được tôi, nhưng tôi cảm thấy thật sự dơ bẩn. Chỉ cần nhớ đến những nơi ông ta chạm đến là tôi chỉ muốn giết chết ông ta. Tôi không biết bây giờ đã là mấy giờ. Tôi chẳng biết tôi đã uống hết bao nhiêu rượu. Nhưng tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Đầu óc của tôi xoay vòng. Hai mắt của tôi khép chặt. Rồi tôi ngã lăn ra giường để ngủ. Trong giấc mơ tôi còn nghe thấy tiếng của ai đó đang gọi tôi và ôm chặt lấy tôi. Đừng khóc. Có anh ở đây rồi. Đừng khóc nhé. Tôi nghe thấy được giọng nói đó vang lên nhưng lại không thể nào mở mắt ra được bởi vì cả người của tôi bây giờ quá mệt mỏi. Và rồi cứ như vậy tôi chìm vào giấc ngủ say. Ngày hôm sau lúc tôi thức giấc thì cũng là buổi trưa, đầu của tôi đau như búa bổ. Nhìn xuống thấy người mình đang mặc một bộ đồ khác, tôi mới ngạc nhiên và ngồi bật dậy. Hai tay của tôi xoa xoa và đánh mạnh vào đầu. Chết tiệt, tại sao mình lại nằm trên giường? Và quần áo của mình như thế này là như thế nào chứ? Tôi bước chân mệt mỏi vào nhà vệ sinh, sau đó bước xuống dưới nhà. Thứ duy nhất được hiện lên trong đầu của tôi lúc này là tôi phải đi tìm được ông ta. Nếu như tôi không xử được ông, thì tôi nhất định sẽ không bao giờ quay về ngôi nhà này nữa. Bước xuống dưới nhà, tôi đi nhanh tới phòng của mẹ, mở cửa ra để tìm ông ta. Nhưng lại không thấy. Mẹ vừa nhìn thấy tôi, bà đã gọi ngay. Con đang đi tìm cái gì đấy? Mau qua đây ăn sáng. Mẹ, ông ta đâu? Mẹ thấy ông ta ở đâu không? Con hỏi Dượng sao? Thì nhà này còn ai ngoài ông ta nữa chứ? Mẹ biết ông ta đi đâu không? Hôm qua Dượng nói với mẹ là đi công tác rồi. Chắc vài hôm nữa là về. Mà sao? Con tìm ông ấy có việc gì? Ông ta giỏi lắm. Bây giờ cho dù ông ta có trốn đi đâu chăng nữa, thì tôi sẽ tìm ra cho bằng được. Tôi đi lại bếp, lấy ly nước uống. Nhưng chân của tôi bỗng khựng lại khi nhìn thấy Duy đang từ ngoài bước vào. Trên tay của anh còn cầm những cành hoa hồng ở ngoài vườn. Và trên môi lại nở một nụ cười rất vui vẻ nhìn tôi. Vợ, em dậy rồi à? Anh... Tại sao anh ở đây? Làm sao? Hôm qua anh với em cùng ở đây cơ mà. Bây giờ em lại hỏi thế. Mẹ tôi thấy hai đứa có chút gì khác lạ, nên mới thắc mắc lên tiếng. Hai cái đứa này bị làm sao thế hả? Mau lại bàn ngồi đi. Mẹ hâm nóng lại thức ăn nhá. Mẹ... Con không đói đâu. Con có hẹn. Con ra ngoài trước đây. Con có hẹn với ai? Bạn của con à? Thôi, con đi đây. Nói như thế, rồi tôi cũng đi thẳng ra ngoài xe mà không thèm nhìn tới mặt của anh ta. Không phải vì tôi ghét, mà bởi vì tôi cảm thấy xấu hổ khi để anh ta biết được hành động của tên Dượng đối với tôi như vậy. Chuyện ngày hôm qua vẫn còn quanh quẩn ở trong đầu của tôi. Bây giờ điều tôi muốn nhất là tìm ra được ông ta và xử đẹp ông ta. Tôi vừa mở cửa bước vào trong thì anh ta cũng ngồi ngay bên cạnh. Thở dài một tiếng, tôi mới nói. Anh xuống xe đi. Cô muốn đi đâu? Đi đâu ấy là việc của tôi. Anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, có được không? Không, tôi sẽ đi cùng cô. Lái xe đi. Này, anh đừng có vô lý như vậy chứ. Anh xuống xe đi. Anh ta im lặng không trả lời, mà còn thuận tay bật nhạc thật to
rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cảm thấy rất khó chịu, nhưng không thể làm gì được Duy, nên đành lái xe chạy đi. Ngày hôm qua tôi có hẹn với chị Tina rồi, nên bây giờ phải đến đấy để học. Lái xe đến tiệm, Duy nhìn tôi ngạc nhiên. Sao thế? Sao cô lại tới đây? Không đến đây thì tới đâu? Chẳng phải anh nói rằng anh muốn đi cùng với tôi à? Vào đi. Ok, vào thì vào. Tôi bước xuống xe rồi bước thẳng vào bên trong. Anh ta nhìn xung quanh, rồi cũng cất bước đi theo sau lưng của tôi. Thấy anh ta đi cùng với tôi, nên ai cũng ngạc nhiên và nhìn theo. Đặc biệt là chị Tina, vừa nhìn thấy anh là chị ấy đã trêu chọc ngay. Ô, Thi, hôm nay dắt ai tới đấy? Sao còn không mau giới thiệu với chị? Lời của chị vừa dứt, tôi còn chưa kịp trả lời, thì phía bên cạnh, anh ta đã vang tiếng. Chào chị, em là chồng của Thi à? Cái gì cơ? Chồng á? Dạ vâng, chắc là Thi chưa giới thiệu với mọi người. Thật ngại quá, hôm kết hôn, chắc là cô ấy quên không mời chị à? À, không, nó quên chị rồi. Chị Tina vừa trả lời vừa ngạc nhiên đưa mắt sang nhìn tôi dò xét. Thật sự mà nói thì tôi quen biết với chị, nhưng cũng không đến nỗi thân cho lắm. Với cả hôm kết hôn, tôi không có mời ai ngoài Ken cả. Bây giờ bị lộ như thế này rồi, nên đành phải khai thật với chị. Thật ra anh ấy là chồng của em, hôm nay rảnh rỗi nên định ghé đây chơi chị ạ. Thế mày cưới chồng bao giờ? Tại sao chị lại không biết? Dạ chắc là hơn một tuần. Em lù bù công việc nên em quên mời. Hôm nào rảnh rỗi em dắt chị đi ăn bù nhá. Ừ, phải thế chứ. Lo mà tranh thủ, mày bù cho chị đi. Chưa? Vậy bây giờ mình học được chưa chị? Ừ, nào, vào trong đi em. Chị ấy vui vẻ chào anh rồi cũng bước vào bên trong. Tôi đợi cho chị ấy đi khuất, rồi quay sang nói với anh ta. Này, anh ra xe. À không, anh bắt xe về đi. Học xong, tôi sẽ tự về. Cô học cái gì đấy? Chị đó là giáo viên của cô à? Này, chuyện của đàn bà, anh không cần phải tò mò. Anh đi về đi. Thế thì cô về nhà bên nào? Để tôi còn biết đường mà tính. Tôi về nhà anh, được chưa? Thế lát nữa, tôi đến đón cô nhé. Thế rồi anh ta lấy tay, cầm lấy chìa khóa của tôi, rồi bước đi ngay. Tôi biết là tên này hôm nay bị làm sao vậy? Cứ rảnh rỗi không có việc gì làm, mà cứ quấn lấy tôi như vậy. Hay là anh ta sợ tôi bị sốc về chuyện ngày hôm qua, sợ rằng tôi nghĩ quẩn, nên mới như vậy. Tôi nhìn theo bóng của anh ta mà chửi thầm trong miệng. Đúng là tên thần kinh. Đợi anh ta rời đi rồi, tôi mệt mỏi mà quay vào trong học. Lâu ngày không động, tôi cứ tưởng là tôi quên đi. Nhưng không ngờ tôi làm rất tốt. Và đúng như lời anh ta nói, buổi chiều hôm đấy, lúc tôi ra đến cửa tiệm, tôi đã nhìn thấy anh ta đứng ở ngoài, lại còn đưa tay lên vẫy tôi. Vợ ơi, anh bên này. Cái tên hầm này đang tính giở trò gì thế không biết. Ở đây nhân viên tan làm về đông như vậy mà anh ta lại còn gọi tôi là vợ. Ra đến ngoài xe, tôi liền tỏ vẻ khó chịu. Này, anh rảnh thế, không có việc gì làm à? Anh có thấy rằng những người khác đang nhìn tôi và anh không? Thì tôi rảnh rỗi, tôi mới tới đây đón cô. Lên xe đi, chúng ta có hẹn đêm nay đấy. Hẹn gì? Đi đâu? Với ai? Thì bạn tôi. Lại bạn? Này, anh đừng có thấy tôi dễ dãi mà anh làm tới nhá. Tôi không đi, tôi muốn về nhà. Cô không đi thì cũng phải đi. Cô chịu hay không thì đều phải chịu. Nhanh lên. Này, anh bị thần kinh à? Không chịu nghe lời tôi nói nữa, anh ta cứ như vậy mà đẩy tôi ngồi vào trong xe, sau đó lái xe rời đi. Tôi thật sự rất không hài lòng với anh ta. Hình như lúc nào tôi cũng là người rơi vào thế bị thiệt thòi. Lời của tôi nói ra, Duy lúc nào cũng phản đối. Ấy vậy mà lời của Duy thì tôi phải nghe theo và làm theo nữa. Nếu như bạn của Duy mà giống như cái hôm ở quê, thì chắc chắn tôi sẽ lập tức bỏ về ngay. Khi màn đêm buông xuống,
Những ánh đèn rực sáng bắt đầu lên ngôi. Con phố bây giờ mang trên mình những thứ ánh sáng lung linh và huyền ảo. Anh lái xe đưa tôi đến một quán bar quen thuộc. Thấy có điều gì đấy bất ổn, tôi mới vội vàng quay sang hỏi. Này này, anh đi chơi gái, anh dắt tôi theo, làm cái gì hả? Anh ta nghe tôi hỏi như thế thì bật cười lớn, đưa tay sang cốc nhẹ vào đầu của tôi. Thế cô tưởng, gái có sẵn để mà chơi à? Không đúng à? Mặt của anh nói không chơi gái, ai mà tin được? Tôi không phải là trẻ con. Ai, con nít mà bày đặt hiểu sự đời. Này, tôi không phải là con nít. Thì anh đã quên lần đầu chúng ta gặp nhau à? Hai tay của anh ôm hai người con gái còn gì? Anh quên à? Không, quên hết rồi. Tôi chả nhớ cái gì. Vừa nói dứt câu, hắn cũng đưa tay ra, đan chặt lấy bàn tay của tôi, rồi kéo tôi bước vào bên trong. Ngồi vào bàn tôi nhìn xung quanh, nhưng lại chẳng thấy bạn của anh ta đâu. Ngoại trừ hai đứa tôi ngồi như vậy, tôi lại chờ thêm 15-20 phút nữa, lại không thấy ai tới. Lúc này tôi mới lên tiếng. Này, bạn anh đâu? Sao giờ này họ chưa tới? Bận rồi, bọn nó không tới. Anh đùa với tôi đi à? Đùa cái gì? Chẳng phải là tôi đang giúp cô xóa đi à? Cô đừng có quan tâm đến xung quanh. Cô cứ quẩy đi. Một mình, hết đêm nay. Anh ta cầm ly rượu trên tay cụng vào ly của tôi. Tôi đưa mắt sang liếc nhìn một cái rất sâu. Sau đó uống hết ly rượu đó. Rượu vào lời ra là có thật. Tự nhiên tôi lại thấy mình nói rất nhiều. Có đôi khi anh ta không thèm nghe, nhưng mà tôi vẫn cứ nói. Đột nhiên lúc này trên bàn có ánh điện thoại bật lên. Tôi tưởng là của mình, tôi mới vội vàng cầm lên xem. Không có lưu tên, số lạ gọi đến không biết là ai gọi cho mình. Đang lúc tôi định bắt máy, thì anh ta lại lên tiếng. Điện thoại của tôi. Xin lỗi, tôi hơi rối mắt. Này, trả cho anh đấy. Tôi trả điện thoại lại, nhưng thấy anh ta không có ý định bắt máy. Đột nhiên lúc này trong đầu của tôi lại suy nghĩ đến việc anh ta đang trốn tránh con nhỏ chị dâu, nên chắc chắn là không dám bắt máy. Không biết số đấy có phải là số của chị ta không? Hình như đúng là số của chị ta rồi. Nếu như anh không bắt máy, thì để cho tôi bắt máy hộ. Tôi giật lấy điện thoại trên tay của anh, sau đó ấn nghe. Thì giọng nói của nó vang lên. Anh Duy, sao anh không nghe máy của em chứ? Tại sao anh cứ thích đùa với em như thế? Hôm đó, em nói rất rõ rồi. Giữa em và Minh thật sự vẫn chưa... Này, là chị đấy à? Sao mặt của chị còn dày hơn bê tông thế hả Trinh? Mày... Tại sao mày bắt máy? Rốt cuộc là hai người đang ở đâu? Có tiếng nhạc ư? Chẳng nhẽ, hai người đang ở một quán bar? Còn danh kia? Này, chị Trinh, vợ chồng tôi đi chơi. Tại sao chị lại cứ làm phiền thế hả? Rảnh à? Này, nếu mà chị rảnh quá ấy, chị có cần tôi tìm việc giúp cho chị làm không? Chị dâu của tôi. Mày đưa máy cho anh Duy đi. Tao có chuyện cần nói với anh ấy. Chị muốn nói cái gì? Ok, bây giờ tôi về nhà ngay đây. Chúng ta cứ ba mặt một lời, nói chuyện cho rõ ràng nhá. Mày đang say sao Thi? Việc của tôi chị hỏi làm gì? Nhiệm vụ bây giờ của chị là cứ ngồi ở đấy mà chờ. 10 phút nữa là tôi về ngay. Thế nhá. Nói như thế rồi tôi cũng ngắt máy ngay. Hôm nay lỡ có chút men trong người, nên tôi cũng gan lì lắm. Tôi muốn một lần nói thẳng như vậy, để cho chị ta im cái mồm lại. Cứ gặp ai cũng sủa, cũng đanh đá, là tôi ghét lắm rồi. Tôi trả máy lại cho anh ta, rồi lên tiếng. Đi về thôi. Cô ta nói gì đấy? Anh lắm chuyện thật đấy. Tôi bảo anh không nghe máy, bây giờ anh còn hỏi tôi. Và vớ vẩn. Tôi hỏi cô là cô ta nói cái gì? Anh muốn biết không? Ok, bây giờ chúng ta đi về nhà. Bây giờ anh tính tiền đi. Chúng ta sẽ đi về ngay bây giờ. Nhanh lên. Tôi không biết là tôi đã uống bao nhiêu rượu. Thế nhưng đến khi đứng dậy thì đầu óc của tôi đã quay cuồng. Mọi thứ phía trước dường như đang chuyển động. Cơ thể chẳng còn đứng vững được nữa. Anh ta thấy như vậy thì vội vàng chạy tới đỡ lấy tôi. Cô say như thế này rồi,
mà vẫn còn to mồm. Đi về, đi về. Tôi có chuyện cần nói với anh. Miệng tôi nói là không sai, nhưng hành động lại trái ngược vô cùng. Bây giờ tôi cảm thấy quá mệt mỏi, cả người cứ khó chịu, và tôi chỉ muốn nằm xuống ngay tại đây. Anh ta dìu tôi ra xe rồi chờ tôi về nhà. Đi được một đoạn, tự nhiên tôi cảm thấy người lạnh ngắt, mắt thì nhắm lại, còn hai tay thì ôm chặt lấy vai của tôi. Giọng nói rất nhỏ nhẹ. Lạnh quá. Này, cô đang nói cái gì đấy? Tôi nghe không rõ. Tôi lạnh quá. Tôi cảm thấy rất lạnh. Cô lạnh làm sao? Tôi tắt điều hòa nhé. Lúc này nhiệt độ trong xe đã cao hơn, nhưng tôi còn cảm thấy rất lạnh. Anh ta thấy như vậy, liền đáp lên người tôi một chiếc áo khoác nhỏ, nhưng cũng đủ làm cho tôi cảm thấy đỡ lạnh hơn. Tôi nằm ngủ suốt quãng đường từ quán cho đến lúc về nhà. Mỗi lần say là tôi lại đánh mất đi liêm sỉ của chính mình. Cho dù có say nhưng khi về đến nhà, tôi còn nhớ chuyện lúc nãy với con nhỏ chị dâu. Nghĩ như vậy, tôi mới vào trong và gọi lớn. Mai Trinh, chị đâu rồi? Mau về phòng ngủ đi. Cô định quậy ở đây để cho bố ra bố nhìn thấy à? Này, nhưng mà tôi muốn nói chuyện với chị ta. Hôm nay tôi phải nói chuyện rõ ràng với chị ta. Tôi đưa mắt nhìn một lượt nhưng lại không thấy chị ta đâu. Lúc nãy sao gọi cho tôi mà bây giờ lại trốn như thế này? Đúng là nhát gan, chỉ giỏi được cái mồm. Tôi chập chững đi lên phòng của chị ta, rồi đưa tay đập mạnh vào cánh cửa, gọi lớn. Này, chị mau mở cửa ra cho tôi. Tại sao lại trốn thế hả? Mở cửa ra. Tiếng cạch vang lên và cánh cửa từ từ mở ra. Người bước ra bây giờ không phải là chị ta mà chồng của chị ta. Anh Hai thấy tôi đứng ở ngoài, liền dương đôi mắt nhìn và sau đó lên tiếng. Có chuyện gì? Sao giờ này em lại còn lên đây? Đập cửa nhà anh chị thế hả? Chị Trinh đâu? Anh Hai, mau gọi chị ấy ra đây cho em. Trinh ngủ rồi. Mà em tìm cô ấy có chuyện gì? Mà em uống rượu đấy à? Không, em không uống, em không say. Chị ta vừa mới gọi cho chồng em đấy, bây giờ lại trốn đi ngủ. Em không tin, anh gọi chị ấy ra đây. Duy từ cầu thang lên thấy tôi ở phía trên này, vội vàng đi đến và kéo lấy tôi. Thì, đi về phòng. Này, anh buông tôi ra. Anh buông tôi ra, tôi có chuyện mà nói với chị ta. Đi về phòng, nhanh lập tức. Anh bị làm sao thế hả? Bây giờ có bốn mặt ở đây rồi. Nói chuyện một lần cho xong đi. Tôi cảm thấy mệt mỏi với chị ta lắm rồi. Duy nhìn tôi rồi nhìn sang anh Hai, nhưng lại không trả lời nữa, mà thẳng tay bế thốc người tôi lên vai và nhanh chóng bước trở về phòng. Tôi đang say mà bế kiểu này thì có phải là chết không chứ? Máu chảy không đều, đầu của tôi bắt đầu xoay vòng vòng. Về đến phòng đặt tôi xuống giường, giọng nói đáng ghét của anh ta lại vang lên. Cô say rồi thì cô ngủ đi. Cô đi quậy như vậy, cô thấy đẹp mặt lắm à? Tôi im lặng và nhìn thẳng vào mắt của anh ta. Sau đó thở ra rồi hít vào một hơi. Miệng tôi lên tiếng hỏi. Sao thế? Anh sợ tôi gây sự với chị ta? Anh sợ tôi làm tổn thương người phụ nữ của anh à? Chắc là anh đang sợ lắm chứ gì? Tôi không sợ. Thế tại sao? Anh kéo tôi về đây làm gì? Tại sao anh không để cho tôi nói rõ với cô ta? Tại sao chứ? Tại sao anh im lặng chứ? Tại sao tôi không được im lặng? Ngày trước như thế nào thì bây giờ? Cô cứ sống như vậy đi. Cô quan tâm đến cô ta làm gì? Thì ra... Anh yêu cô ta nhiều đến như vậy sao? Nghe câu hỏi đấy của tôi, bỗng nhiên anh ta im lặng. Trong đầu của tôi bây giờ đã có câu trả lời thay cho câu hỏi đó. Tự nhiên cảm thấy chạnh lòng, nhưng lại không rõ lý do là gì. Chỉ là nhường cái giường đi ngủ và cứu tôi thoát khỏi tên giường ấy. Mà bây giờ tôi lại nghĩ sâu xa đến thế này rồi sao? Tôi tự cười cho bản thân mình. Mất vài giây sau đó, tôi mới bình tĩnh lên tiếng. Thôi được, tôi buồn ngủ rồi. Tôi đi ngủ đây. Anh ta không trả lời và cũng không nhìn thẳng vào mắt của tôi. Đi nhanh đến lấy bao thuốc trên bàn, rồi tiến ra ngoài cửa sổ ngồi hút. Mùi khói thuốc xộc thẳng vào mũi, càng làm cho tôi cảm thấy khó chịu.
Càng lúc tôi lại càng cảm thấy buồn thật sự. Tôi đứng dậy bước nhanh vào nhà vệ sinh. Tôi tự nhìn mình trong gương mà tự cười chính mình. Mày bị điên rồi. Tại sao mày có thể suy nghĩ được mấy cái chuyện ngu ngốc như vậy chứ? Đúng là đầu của mày có vấn đề thật rồi. Tôi ngồi trong này bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện. Đấy chỉ là cảm xúc lúc say thôi. Chứ tôi không hề có cảm giác gì với anh ta. Không hề có. Tôi tạt nước vào mặt cho tỉnh táo. Tôi bước ra ngoài thì vẫn nhìn thấy anh ta đang ngồi hút thuốc. Tôi không muốn quan tâm, nên vội vàng lên giường, kéo chăn chùm kín người lại và tiếp tục nằm ngủ. Không biết hôm nay do thời tiết thay đổi, trời lạnh, hay là bởi vì do tôi uống quá nhiều, nên tôi cảm thấy rất lạnh. Đắp chăn kín, nhưng tôi còn cảm thấy rất lạnh. Cả người của tôi tuôn đầy mồ hôi, miệng của tôi thì lên tiếng rên rỉ. Mẹ ơi, con lạnh quá. Tôi cứ nằm đấy co ro, nhưng cảm giác lạnh đó không hề thuyên giảm. Đột nhiên lúc này chiếc chăn được mở tung ra, và ngay sau đó, bên cạnh tôi, có một người có giọng nói vang lên. Này, Thi, cô lạnh à? Tôi lạnh quá, tôi thấy rất lạnh. Cô lạnh, tại sao người cô lại nóng thế này? Cô bị sốt cao rồi, cô nóng lắm. Không, tôi không nóng, tôi lạnh lắm. Anh ta nghe xong không trả lời tôi, mà choàng tay qua người ôm chặt lấy tôi vào lòng. Da thịt của anh ta mát lắm. Tôi cứ như vậy mà nép vào người của anh ta. Bàn tay ấy còn vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của tôi. Giọng nói ấm áp vang lên. Có tôi ở đây rồi, không sao đâu. Duy à, tôi đây, tôi đây. Cả người của tôi rất khó chịu. Tâm vẫn còn nhận thức được một chút, nhưng hai mắt của tôi không thể nào mở được. Hơi ấm từ người của Duy phát ra, nhưng tôi vẫn chưa thấy đỡ hơn. Mồ hôi thì tuôn như nước đổ. Càng lúc, tôi lại càng dùng mình và rúc vào người của anh để tìm lấy chút hơi ấm. Cơ thể của tôi yếu ớt dựa dẫm vào người của anh. Lần này, tôi không còn bài xích nữa. Tôi đã quấn lấy người của anh. Thấy tôi còn run rẩy, Duy mới lên tiếng hỏi tôi. Vẫn còn lạnh sao? Ừ, tôi lạnh lắm. Tôi có cách này giúp cô hết lạnh. Cách gì cơ? Anh nói đi. Cô cởi đồ ra. Anh bị điên à? Tại sao lại cởi đồ? Tôi lạnh lắm. Anh ta không trả lời lại tôi mà ngồi bật dậy thật nhanh, đưa tay cởi phăng chiếc áo thun, rồi nằm xuống kéo đầu tôi đặt lên ngực của mình. Tôi không biết anh ta làm như vậy có ý gì, nhưng cái cảm giác hai cơ thể sát lại gần nhau khiến cho người tôi càng lúc càng nóng phừng lên, giống như có một ngọn lửa đang cháy ở trong đó. Cảm nhận được cơ thể hơi khác, tôi mới nhích người trở về vị trí cũ của mình. Khi vừa đặt đầu xuống thì Duy đã vội vàng kéo người tôi lại. Chẳng biết là xui khiến thế nào mà tôi lại động phải vào môi của anh ta. Tôi hốt hoảng rụt rè, miệng lắp bắp. Tôi không cố ý. Em không cố ý, nhưng mà anh cố tình đấy. Vừa nói dứt câu, hai giây sau đấy, cả cơ thể của anh đã nằm gọn trên người của tôi. Tự nhiên rơi vào tình huống này, tôi không biết phải làm sao. Hai mắt của tôi mở to hết cỡ, miệng nói không thành lời. Tôi đi tắm. Duy không trả lời lại tôi, mà anh nghiêng người xuống, sau đó đặt lên tôi một nụ hôn. Nụ hôn của anh không nhanh không chậm, nhưng đủ làm cho cả người của tôi thấy bừng tỉnh. Tôi không biết rằng mình đã phản ứng như thế nào. Tôi chỉ biết nằm đấy bất động, hai tay bấu chặt vào ga giường, để cho anh ta muốn làm cái gì thì làm. Duy di chuyển nụ hôn xuống cổ, xuống vai, rồi đến hai quả đào căng mọng của tôi. Anh hết hôn, rồi lại đưa bàn tay xoa nắn nơi đó. Càng lúc anh càng khiến cho tôi cảm thấy mơ hồ. Chiều gẹo phần trên xong xuôi, Duy lại tiếp tục luồn tay xuống phía dưới. Bàn tay của anh đưa vào nơi tư mật của tôi, khiến cho tôi bừng tỉnh. Duy, đừng... Anh sẽ giúp em khỏi bệnh. Em không cần phải làm gì hết. Anh sẽ dạy em. Tôi không bị bệnh, tôi khỏe rồi. Thế nên chúng ta không cần phải làm đến mức thế này đâu.
Em đang còn sốt mà. Giờ chỉ có cách này mới hết bệnh thôi. Nào, yên tâm, anh sẽ làm nhẹ nhàng nhá. Vừa nói dứt câu, anh đã đưa tay vào cái nơi hoa nguyệt ấy của tôi. Trong vô thức, tôi vội vàng khép chân của mình lại, vẻ mặt nửa muốn, nửa không muốn. Tôi lắc đầu. Đừng, tôi không muốn. Anh yêu em. Nhưng tôi... Không để cho tôi nói thêm lời nào nữa, mà anh nhanh chóng khóa môi của tôi lại bằng một nụ hôn mãnh liệt. Ở phía dưới, anh ta còn cho vào nơi tư mật ấy mà suy chuyển. Từng hành động của ngón tay cứ làm cho đầu óc của tôi điên cuồng. Cả người của tôi như có một dòng điện chạy xẹt ngang qua. Cảm nhận được nơi ấy ướt át, anh ta bật dậy thật nhanh, đưa tay cởi hết số quần áo còn lại. Sau đó đưa cậu nhỏ của mình vào nơi tư mật ấy của tôi. Lúc này cảm giác đau đớn truyền đến, hai tay của tôi bấu chặt một tấm lưng rộng lớn của anh. Miệng tôi run rẩy. Tôi đau. Duy à, tôi đau quá. Ngoan nào, anh thương. Tôi không phải là gái còn trinh trắng gì. Tôi đã từng quan hệ với anh một lần rồi. Nhưng chẳng hiểu tại sao bây giờ, khi đưa vào nơi ấy, tôi lại cảm thấy rất đau. Lúc này Duy ngưng mọi động tác lại. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mấy sợi tóc của tôi. Em đừng lo. Lần này nhất định sẽ khác đi. Tôi không trả lời lại anh ta nữa. Tôi chỉ biết xấu hổ rồi gật đầu im lặng. Thấy tôi không có ý định từ chối, anh ta nhanh chóng làm tiếp công việc sang giờ của mình. Ở trên thân của tôi, anh ta ra vào mạnh mẽ cuồng nhiệt, đôi lúc lại nhẹ nhàng cuốn hút. Tôi lúc này chỉ còn biết ôm lấy tấm lưng vạm vỡ của anh ấy mà phối hợp. Sau màn mây mưa quên đi thời gian ấy, thì cuối cùng mọi thứ cũng xong xuôi. Duy đi đến chiếc bàn, lấy chiếc khăn trắng và lau sạch những thứ còn sót lại trên cơ thể của tôi. Sau đó nằm xuống ôm chặt lấy người tôi. Ngủ ngon nhé, vợ yêu của anh. Tôi nằm nghe thấy rất rõ lời của anh ta nói, nhưng vẫn còn ngượng ngùng, vội vàng kéo chăn lên tận mặt để che đi cái biểu cảm gương mặt của mình. Thế rồi tôi và anh cùng nhau chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Ngày hôm sau lúc tôi thức dậy thì đã không còn nhìn thấy Duy đâu nữa. Ngó nhìn xung quanh thì chả thấy anh ta đâu. Cũng tốt thôi, tránh mặt được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Thay đồ xong xuôi, tôi tranh thủ đi xuống dưới nhà, vì bây giờ cũng trễ lắm rồi. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, tất cả mọi người đã đi làm hết, nhưng con nhỏ chị dâu vẫn đang còn ở nhà. Tôi quan sát xung quanh không thấy ai, nên đi lại gần nó rồi lên tiếng. Nhục thật nhỉ. Mày muốn nói cái gì? Chẳng nhẽ đêm qua chị sợ tôi nên không dám đối mặt với tôi? Chị giả vờ ngủ à? Cũng hay đấy, chị dâu à. Tao chỉ thích đối mặt với mày như thế này. Chứ còn với Duy, tao nói bao giờ mà chả được. Thế chị nghĩ là chồng của tôi đã còn yêu chị sao? Chị nghĩ rằng chị quan trọng đến mức anh ta dám bỏ vợ để qua lại với chị à? Quan trọng hay không ấy, thì sớm muộn gì mày cũng nhận ra. Mày đừng có vội đắc thắng. Về cái hôn lễ qua đường đấy của mày chả là cái gì. Qua đường hay không ấy, tôi không cần biết. Nhưng tôi là người được cưới hỏi đàng hoàng, không giống như chị mặt quá dày cho một cuộc tình giang dở. Chị ta nghe tôi nói xong thì tức giận, đi nhanh tới cầm lấy bàn tay của tôi siết chặt lại, miệng gằn ra từng tiếng. Tao cảnh cáo mày, mày tránh xa ra, nếu không ấy, mày đừng có trách tao không báo trước. Tôi nghe xong thì không sợ, nên cứ đứng đấy nhìn thẳng vào mặt của chị ta và mỉm cười. Lúc này tôi gạt mạnh tay chị ta ra, rồi sẵn tiện tặng thêm cho vài cái tát vào bên má. Tôi đã nói là chị không nên động vào tôi, nếu như muốn ấy, còn ăn vài cái tát nữa đấy. Chị ta vừa bị tát lại còn vừa nghe tôi nói như vậy, nên mới tức giận và la lớn. Đang lúc chị ta định đánh trả tôi thì tôi chợt phát hiện ra cô giúp việc cũng đang đi vào đây, nên mới đứng im lại cho chị ta nắm lấy tóc của mình. Tưởng là tôi sợ nên chị ta hăng lắm, vừa nắm lại vừa la lớn. Cái con bất dạy này, mày lên mặt với ai chứ? Mày đừng có lên mặt với tao, mày nghe rõ chưa?
Em đau quá. Chị dâu, chị buông em ra đi. Mày câm cái mồm đi. Mày chết đi. Mày chết đi. Chị ơi, em đau quá. Tôi đang giả vờ yếu đuối. Tay của tôi cố gỡ lấy tay của chị ra. Miệng thì van xin. Nhưng chị ta lúc này chẳng còn bình tĩnh được nữa. Mà chỉ biết nhắm vào tôi. Cô giúp việc đi vào thấy như vậy. Thì vội vàng lên tiếng can ngăn. Mợ hai, mợ ba. Hai người mau buông nhau ra đi. Mợ hai, đừng có đánh mợ ba nữa. Bà tránh ra đi. Mợ hai à, mợ đừng có làm như thế. Bà bị điếc à? Tôi bảo bà tránh ra, bà có nghe không? Cô giúp việc thường ngày ghét tôi lắm, nhưng chả hiểu tại sao ngày hôm nay thấy tôi bị đánh, liền nhảy vào để can ngăn. Hai tay ôm chặt lấy eo của chị ta, rồi hét lớn. Ông chủ về rồi. Chị ta nghe nói như vậy, nên vội vàng buông tôi ra. Đúng là cái đồ nhát gan, chỉ mới nghe thấy như vậy, đã sợ rồi ư. Người ta nói đúng, có tật thì giật mình, và chị ta cũng như vậy. Buông ra tôi chỉnh lại quần áo của mình, rồi nhìn về phía của chị ta mỉm cười. Bố đang ngắm vào chị đấy, chỉ cần tôi quậy lên một trận, hay là chuyện chị đánh tôi, bị đồn tới tay của bố, thì chị nghĩ xem, ai là người sẽ bị thiệt thòi hơn? Mày nghĩ rằng tao sợ mày à? Mày muốn ấy, thì mày làm tới đi. Ok, nếu mà chị thích, tôi sẽ chơi với chị. Một đứa con gái 20 tuổi và một con đàn bà 35 tuổi. Thì chị nghĩ xem, anh ấy sẽ chọn ai? Còn mất dạy. Thôi được rồi, em có việc, em đi trước đây. Chị ở nhà vui nhá, chị dâu của em. Nói xong tôi xoay người ra ngoài rồi rời đi. Ánh mắt đó của nó như muốn nuốt chửng lấy người tôi. Nhưng tôi không thấy sợ gì hết. Trong cuộc sống của tôi, có ba thứ tôi cần phải giải quyết. Một là tên Dượng, hai là chị ta, và ba là người đàn ông mà tôi gọi là chồng. Dẹp hết mọi thứ sang một bên, tôi vẫn cứ đi học để nâng cao tay nghề của mình. Tôi không muốn đứng im một chỗ như thế. Tôi ra ngoài lái xe đến chỗ học. Học xong thì trở về bên nhà mẹ để ăn trưa. Tôi về đấy không hẳn chỉ ăn cơm mà còn để xem ông ta đã về nhà chưa. Những gì mà ông ta hại tôi nhất định sẽ trả đủ hết. Vào nhà ngồi chơi, tôi đợi mẹ về ăn cùng cho vui. Nghe thấy tiếng xe mẹ về, tôi vội vàng chạy ra đón. Thấy tôi sang, mẹ tôi ngạc nhiên. Con qua khi nào đấy? Sao không báo trước một tiếng để mẹ về sớm? Con vừa mới qua thôi. Mẹ vào nhà đi, đứng ngoài này nắng lắm. Thế con về chơi một mình, hay là đi với thằng Duy? Cũng may là hôm nay mẹ về nhà, chứ mọi hôm mẹ toàn ăn ở công ty. Dạ không mẹ, anh ta đi làm rồi. Con lên phòng, thay ra bộ đồ mát, xuống đây ăn cơm với mẹ nhá. Dạ vâng. À mẹ, tên Dượng đấy có về không? Sao ông ta đi lâu thế? Rồi ông ta có nói bao giờ về không mẹ? Cả đêm hôm qua mẹ gọi thì điện thoại toàn báo thuê bao. Chả biết ông ấy đi đâu. Giải quyết xong việc chưa? Khốn kiếp. Thì con vừa nói cái gì? Con vừa mới chửi ai? Dạ không ạ. Thôi con lên phòng đây. Nói xong tôi cũng bước lên nhà và thay ra một bộ quần áo khác. Trong lòng cứ suy nghĩ, không biết là ông ta đã trốn đi đâu. Hôm đấy tôi nghĩ rằng tên Duy chắc là đánh cho ông ta cũng không ít. Nhưng không lẽ vì vậy mà ông ta lại trốn đi sao? Đấy không phải là tính cách của ông ta. Tôi không thích chờ đợi nên vội vàng lấy điện thoại ra bấm số của Ken. Tao nghe. Này Ken, tao nhờ mày một chút việc được không? Nếu như mày làm tốt, mày sẽ có thưởng đấy. Thưởng cái gì? Mà làm cái gì? Có dễ ăn không? Rất dễ. Chỉ cần mày giúp tao tìm kiếm được một người. Mày muốn cái gì? Tao sẽ chiều mày. Tìm người á? Tìm ai? Này, mày đừng nói với tao là chồng mày đi theo gái rồi nhá. Không, là tên Dượng. Mày xem mày thuê người đi tìm ông ta hộ tao. Giá bao nhiêu ấy, mày cứ nói. Không quan trọng. Thôi được rồi, để đấy tao tìm hộ cho. Tiền bạc thì cứ để sau. Nhưng mà mày nhớ, mày về kể chuyện cho tao nghe đấy. Ừ, hôm nào rảnh, tao kể cho. Thằng Ken chuyện gì thì chuyện, chứ việc kiếm người nó nhanh lắm. Tôi nhờ như thế này là đúng người luôn. Xong xuôi hết mọi chuyện, tôi xuống dưới nhà ăn trưa cùng với mẹ.
Nghe mẹ nói mấy hôm nay việc ở công ty chất đầy đầu mà chỉ có một mình mẹ giải quyết. Chạy đây đó, rồi lo thế này lo thế kia, khiến cho mẹ mệt mỏi lắm. Nghĩ mà thương cho mẹ, nhưng tôi lại không thể nào giúp được gì cho bà. Việc ở công ty mỗi lần nghỉ đến là tôi cảm thấy sợ lắm rồi. Ngồi thêm một lát nữa tôi mới chợt nhớ đến việc mở cơ sở mới. Nhìn mẹ một lúc rồi tôi mới lên tiếng. Mẹ, con muốn mở một cơ sở thẩm mỹ viện. Mẹ xem có miếng đất nào ngay trung tâm, mẹ cho con mượn với. Bây giờ con đang đi học, chắc vài tháng nữa là xong rồi. Đất thì nhà mình không thiếu, nhưng mà mẹ chỉ sợ mày. Tại sao mẹ không tin tưởng con? Lần này con nghiêm túc thật mẹ à? Thế còn có chắc là con quản lý được không? Mẹ thấy mày long bông, làm sao mà quản lý được? Con quyết tâm thật mà mẹ, tự mình kiếm ra đồng tiền sẽ thích hơn mà, đúng không ạ? Thế Duy nó biết chuyện này chưa? Hay là con tự ý muốn? Dạ rồi, anh ấy ủng hộ con, mẹ cứ yên tâm mà. Thôi thế cũng được, để xem miếng đất nào được thì cứ lấy đi, mẹ tài trợ hết. Con cảm ơn mẹ. Thấy mẹ tôi đồng ý như vậy, tôi vui mừng hết cỡ. Tôi biết là mẹ chưa bao giờ khiến cho tôi phải thất vọng. Cuộc đời này tôi chỉ thương có mỗi người phụ nữ này, và mẹ chính là cuộc sống của tôi. Nằm chơi với mẹ đến đầu giờ chiều thì mẹ đi làm, còn tôi thì đi đến lớp để tiếp tục học tiếp. Bình thường tôi là người rất lười biếng, nhưng một khi đã quyết tâm điều gì rồi thì nhất định tôi sẽ làm cho bằng được. Học hành chăm chỉ xong xuôi, tôi cũng quay trở về nhà bên đó. Vừa lúc chạy xe tới cổng là hết chỗ để xe. Tôi loay hoay mãi một lúc không vào được, nên đành để ở ngoài rồi đi bộ vào bên trong. Đột nhiên ở bên trong có tiếng của dì Hà vang lên. Anh coi làm sao đi, em không muốn thằng Minh bị thua thiệt với thằng Duy đâu. Em bị làm sao? Gia tài này là của nhà ngoại nó. Anh lúc đấy tay trắng còn có cái gì đâu. Em không nhớ à? Em nhớ chứ. Nhưng bây giờ nó chết rồi. Tài sản được giao lại cho anh rồi. Hay là anh thương nó hơn thằng Minh? Tất nhiên là anh thương cả hai đứa, vì đứa nào cũng là con của anh. Nhưng em phải biết, chuyện ông ngoại của nó để lại tài sản không chỉ một mình anh biết. Em hiểu chưa? Gia đình bên đó còn có ai đâu. Nếu như anh không nói ra thì ai mà biết được. Em thấy bây giờ chia ra mỗi đứa một nửa, như thế mới đúng. Hà này, em không thể nào ích kỷ như vậy được. Của người ta mình muốn ăn ấy, làm sao mà nuốt trôi được. Đang nói đến đây thì tự dưng phía bên trong lại im lặng. Ít phút sau mới có tiếng khóc nức nở của bà ấy. Nếu như anh không thương em, anh không thương con ấy, anh cứ nói thẳng ra. Anh đừng có biện lý do này, lý do khác, em không muốn nghe. Hà, sao em lại nói như thế? Nếu như anh không thương, anh có đón hai mẹ con về đây ở không? Tại sao cuộc sống sung sướng thế này, em lại còn đòi hỏi cái gì thêm nữa đây? Tôi thật sự không muốn nghe lén chuyện này, nhưng vì lúc nãy đậu xe ở ngoài đi vào, thì tôi mới biết, nên không để lộ ra chuyện này nữa. Nghĩ lại tôi thấy bà ta tham lam thật. Cái vẻ ngoài của bà khác hẳn so với những gì mà bà đã làm. Chuyện này tôi nhất định phải nói với anh ta mới được. Cái gì của ai thì người đấy hưởng, chứ chia chia cái kiểu này tôi rất ghét. Đang lúc chống tai lên định nghe tiếp thì đột nhiên phía sau lưng của tôi có ai đó đụng vào vai, khiến cho tôi giật mình xoay lại. Em làm cái gì thế? Sao không vào nhà? Tôi đứng đây nghe trộm rồi mà còn bị hắn gặp nữa thì chẳng khác nào là lấy ông tôi ở bụi này. Tôi sợ bị phát hiện nên vội vàng đưa tay lên bịt mồm hắn lại, rồi kéo nhanh đi ra ngoài phía vườn hồng để trốn. Đứng ở ngoài này nhìn vào, tôi thấy bà ta đang ngó ra phía này, nhưng chắc là chưa phát hiện được hai đứa tôi nên mới bước vào trong. Duy thấy tôi cứ để tay lên miệng mình, vội vàng gỡ ra và lên tiếng. Em bị làm sao đấy? Sao lại kéo anh ra ngoài này? Anh bé bé cái mồm thôi, hôm nay anh bị cái gì thế à? Lại còn xưng anh em với tôi. Nóng rồi, bị sốt, mất trí à? Vợ chồng lấy nhau
Thế chẳng nhẽ lại xưng mày tao à? Mà anh thấy chúng ta cứ xưng hô thế này, có khi còn thích hơn đấy chứ. Tôi cứ ngỡ người theo câu nói của anh, nhìn gương mặt của Duy đang nở một nụ cười dưới ánh nắng ban chiều mà đẹp hút hồn. Tôi nghĩ rằng anh ta không biết được rằng nụ cười của mình chính là vũ khí giết chết một ai đó. Thấy tôi cứ đứng im lặng như vậy, thì Duy mới đưa tay lên, cốc nhẹ vào đầu của tôi. Này, nhìn gì đấy? Anh biết anh đẹp rồi, thế nên em đừng quá bất ngờ. Anh bớt ảo tưởng đi. Nhìn anh, tôi thấy còn son lắm. Son cái gì mà son? Này, em bỏ anh xem. Cái nó lại sát lại chứ, đừng có mà chê. Thì có, ở nhà cũng có một con đấy. Nó luôn sẵn sàng nằm ngửa ra để chờ anh. Nghe tôi nói như vậy, vẻ mặt của Duy sụp xuống, có phần nghiêm trọng, nhưng sau đó lại nở ra một nụ cười và lên tiếng. Không đùa nữa, chúng ta mau vào nhà đi, trời sắp tối rồi. Tôi không trả lời lại anh, vội vàng nắm lấy bàn tay của tôi, rồi anh kéo thẳng tôi vào trong nhà. Tên này tại sao cứ thích làm cho người ta suy nghĩ như vậy? Hành động và lời nói khác với lúc trước quá nhiều, càng làm cho tôi không biết phải tin vào đâu nữa. Vào trong nhà tôi không thấy bố và dì đâu. Thấy vậy tôi mới đi thẳng lên phòng, tắm rửa vệ sinh xong thì nằm lăn ra giường để bấm điện thoại. Hình như là hôm nay chỉ có hai đứa tôi là về sớm. Thường thì tôi nghĩ rằng dưới nhà là có người giúp việc rồi, nên mình chẳng cần phải xuống phụ làm gì. Nằm chơi thêm một tí, tôi xuống thì gặp ngay cái vẻ mặt khó chịu của bà ta. Nhìn thấy tôi, bà ta lên tiếng. Hôm nay cô giúp việc về quê đột xuất, còn vào xem có cái gì làm, thì làm phụ với dì một tay đi, không còn sớm đâu. Dạ vâng ạ, để con làm phụ dì nhá. Tôi làm gì đã biết nấu ăn đâu, cho nhặt rau thì còn được, chứ bảo nấu ăn ấy, thì chắc tôi sẽ đốt luôn căn nhà này mất. Đi lại phía bếp, tôi đưa bắt tìm rau để nhặt, nhưng lại không thấy đâu. Bà ta thấy tôi cứ đứng như vậy, thì vội vàng lên tiếng. Sao con không lo làm đi, con đứng đó ngó nghiêng cái gì? Con tìm rau để nhặt à, nhưng lại không thấy rau đâu. Nhặt rau cái gì? Con mau lấy mực ở trong rổ, rửa đi, ngâm nước muối, rồi bây giờ chỉ cần rửa là xong. Nghe theo lời của bà ấy, tôi đi rửa mực, thấy tôi đứng rửa lâu, thì bà ấy cũng khó chịu, rồi mặt lớn mặt nhỏ ngay. Xài hết việc này đến việc khác, tôi chạy muốn nổ đầu ra. Và bà ta tiếp tục sai tôi làm việc. Tôi không biết là con nhỏ chị dâu nó là cái giống gì mà tại sao đi lại lâu về như vậy. Chẳng nhẽ nó biết nên tìm cách trốn tránh để tôi làm một mình hay sao? Thức ăn không nhiều, nhưng tôi và bà ấy cứ xoay mãi một lúc mà chả đâu vào đâu cả. Đột nhiên lúc này giọng nói của chị ta vang lên. Mẹ, con về rồi. Nghe thấy như vậy, tôi vội vàng quay lại nhìn. Bây giờ đã hơn 6 giờ rồi mới chịu về nhà. Công việc bếp núc có phải là một mình tôi ăn đâu mà tôi chịu tranh thủ về sớm chứ. Dì Hà lúc này mới lau sơ tay rồi lên tiếng. Hai đứa lên nhà tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm. Sẵn tiện, gọi mọi người luôn nhá. Dạ vâng, con biết rồi. Con cứ đi đi, ở đây để mẹ với Thi làm được rồi. Nghe bà ta nói như vậy thì mỉm cười gật đầu một cái, rồi bước lên nhà ngay. Tại sao bà ấy lại cho nó được sung sướng, còn tôi thì phải vào bếp, làm mấy công việc này. Tôi hậm hực không nói được nên lời, nên đành tiếp tục làm. Đến lúc này, bà ta mới lên tiếng. Con qua đây, xào mực đi Thi. Xào mực ạ? Ừ, làm sao? Con đừng nói với gì, là con không biết nấu ăn. Con chưa nấu bao giờ. Đã đi lấy chồng rồi, làm vợ người ta rồi, mà còn trả lời nghe nhẹ nhàng như vậy sao? Thế mẹ con ở nhà không dạy con mấy việc này à? Dạ không, nhà con có người giúp việc, nên mấy chuyện này con không cần phải động vào. Nhà con giàu thì giàu, nhưng mà mẹ con phải biết dạy con cái chứ. Nhỡ như có lấy chồng rồi, ai nấu cho mà ăn? Con mẹ gì ghẻ này muốn chết hay gì mà lôi mẹ của tôi vào đây. Nhà tôi có phải là dạng nghèo khổ đâu mà bắt buộc tôi phải nấu ăn chứ. Phụ nữ ngày nay đâu nhất thiết phải làm hết công việc nhà. Thấy bà ta nói chuyện ghét quá, nên tôi vội vàng đáp lại ngay.
Gì? Con không biết là do con không thích học nấu ăn, chứ không phải là do mẹ con không dạy. Dì nói như vậy là quá nặng lời rồi. Dì nói sai ở đâu? Sao con không nghe người ta nói là con hư tại mẹ? Mẹ con không dạy, nên con mới không biết được. Bà ta càng lúc càng quá đáng. Ai muốn chửi gì thì chửi tôi đây này. Nhưng mà động đến mẹ của tôi cảm thấy không hài lòng rồi. Đang sẵn cầm con dao trên tay, tôi đập mạnh xuống bàn, rồi gằn giọng nói. Con nói lại lần cuối nhé. Dì có thể nói con như thế nào cũng được, nhưng không được nói đến mẹ của con. Mày đang tỏ thái độ với ai đấy? Mày dám dằn mặt tao? Con chỉ muốn nhắc cho dì như thế thôi, để cho dì nhớ. Nói rồi tôi nhanh chóng rửa tay rồi bước thẳng lên phòng. Vào trong thấy anh ta ngồi chơi game thì tôi lại càng ghét hơn. Chẳng thèm nhìn đến tôi, tôi đi thẳng ra phía ngoài ban công rồi ngồi đấy suy nghĩ vì những gì bà ta nói. Phải công nhận, bà ta xoay lưng trở mặt rất nhanh. Chắc là bà ta biết rằng tôi đã nghe lén nên mới hành động như vậy. Duy cảm thấy tôi lạ nên mới đi theo ra ngồi vào ghế đối diện, sau đó lên tiếng hỏi tôi. Có chuyện gì thế? Sao giờ này lại ra đây ngồi? Chả có chuyện gì. Này, nhìn mặt em là biết có chuyện rồi. Có chuyện gì? Nói anh nghe xem nào. Anh giúp em giải quyết. Chuyện đàn bà. Anh giải quyết kiểu gì? Chuyện đàn bà. Bà ta hay là chính? Là bà ta. Thế thì em mau kể đầu đuôi cho anh nghe xem nào. Em nói cứ bục bộ như thế thì biết bao giờ mới giải quyết được. Tôi liếc sang nhìn anh ta một lượt rồi kể lại chuyện lúc nãy cho anh ta nghe. Từ việc nghe lén đến việc ở dưới bếp, tôi đều kể hết. Duy nghe xong thì không mấy ngạc nhiên. Anh điềm tĩnh lên tiếng. Anh biết sớm muộn gì, bà ta cũng nói như vậy. Bà ta chỉ biết đến con của mình, còn những người khác thì không cần để tâm. Cả mẹ lẫn con đều như nhau. Chuyện của anh tôi không nói, nhưng chuyện này là chuyện của tôi. Ngồi không cũng bị dính đạn. Như vậy là như nào? Thì tính của bà ta là như vậy. Nếu như ai không thuận thì sẽ bị chỉ chiết, rồi chửi mắng, thế thôi. Nhưng mà tôi có làm gì đâu. Tôi không biết nấu ăn. Không phải là lỗi của tôi. Không phải là lỗi của mẹ tôi. Em cần gì phải biết nấu. Những việc thế này, sau này anh sẽ làm hết. Cứ yên tâm. Anh làm á? Ừ, anh sẽ làm hết. Chỉ cần em vui là được rồi. Tôi ngơ ngác với câu nói ấy của anh. Tên Duy này hôm nay ăn phải cái gì mà nói chuyện lại kỳ cục như vậy? Hay là anh ta đã thích tôi? Nghĩ đi nghĩ lại, không phải. Anh ta yêu bà chị dâu lắm cơ mà. Dù biết tôi bị chị ta cho một trận, nhưng anh ta cứ im lặng, không hề bênh lấy một tiếng. Giờ không thể nào thích tôi được. Không thể nào. Duy bật cười vì cái vẻ mặt ngơ ngác của tôi nên vội vàng lên tiếng. Bây giờ chúng ta ra ngoài ăn. Em vào thay đồ đẹp nhé. Nếu mà xấu ấy, anh cho ở nhà đấy. Anh dám. Tôi vừa nói dứt câu là anh chồm người tới hôn lên trán của tôi, rồi nhanh chóng bước vào trong. Cái nụ cười của anh cứ luôn thường trực ở trên môi, càng làm cho tôi thấy ngạc nhiên hơn nữa. Tay đưa lên chạm vào nơi ấy, miệng của tôi làm nhảm. Anh ta vừa hôn mình ư? Mày đang mơ giữa ban ngày thật rồi Thi ơi. Sau 5 phút lấy lại tinh thần, tôi bước vào trong, đến tủ quần áo và chọn một chiếc váy màu đen để mặc. Hôm nay tôi trang điểm nhẹ nhàng một chút, tô thêm một ít son cho gương mặt nổi bật. Đang lúc đứng chỉnh lại trang phục, thì anh ta phía sau lưng đi tới, choàng tay ôm lấy eo của tôi. Hôm nay vợ anh đẹp thế? Đẹp á? Thế tôi và cô ta, anh thấy ai đẹp hơn? Này, em đừng nhắc đến cô ta. Anh không còn liên quan gì đến cô ta. Nhắc làm cái gì? Anh nói thật không? Thật. Trai có vợ rồi. Cần gì những người xung quanh? Mà em này, đừng bao giờ hỏi anh những câu đấy. Anh không thích đâu. Em biết rồi. Trả lời xong tự nhiên tôi lại thấy mình ngoan ngoãn. Mà chẳng hiểu tại sao khi nghe những lời nói ấy tôi lại càng cảm thấy rất vui. Không biết lý do là gì. Nhưng cái mối quan hệ mập mờ không rõ như thế này lại khiến cho tôi cảm thấy rất thích thú. Chuẩn bị xong xuôi, hai đứa đi xuống nhà.
Thấy bọn tôi ăn mặc thế này, bà ta mới nhìn sang, giả vờ cười nói. Hai đứa định đi đâu sao? Duy im lặng không trả lời. Còn tôi thì thấy bốn người bọn họ đang nhìn về phía của mình, nên mới gượng gùng đáp. Bọn con có hẹn với bạn, nên ra ngoài chơi một tí. Bọn con sẽ về sớm à? Nếu vậy hai đứa qua ăn chén cơm rồi hẵng đi. Dì nấu hết rồi. À, con... Duy không thèm nhìn đến mặt bà ta mà quay sang nắm chặt lấy bàn tay của tôi. Mình đi thôi em. Vâng ạ. Nói thế rồi chúng tôi rời đi trước sự ngỡ ngàng của bà ta và con nhỏ chị dâu. Tôi liếc nhìn thấy nó đang cầm đũa thật chặt, đến nỗi muốn bẻ gãy luôn đôi đũa đó. Ra đến xe, anh ta lên tiếng. Bà ta đang giả vờ đấy, chứ bà ta không muốn chúng ta ở lại đâu. Sao anh biết? Anh còn xa lạ gì với bà ấy. Vì cưới vợ, nên anh mới phải dọn về đây. Chứ anh không bao giờ về đây sống, chả thích về đây, hàng ngày phải gặp mặt họ. Thế lúc trước, anh ở đâu? Cái nơi mà chúng ta đã từng đến. Em còn nhớ không? Thấy nụ cười của anh ta bắt đầu gian xào với cả phần ngại ngùng nữa, nên tôi không nói gì và quay đi chỗ khác. Nhắc đến chuyện riêng tư, tự nhiên hai má của tôi lại đỏ lên. Thấy tôi im lặng, anh ta mới kéo tay tôi, hôn nhẹ lên bàn tay của tôi, rồi tiếp tục nói. Thôi được rồi, hôm nay em muốn ăn gì? Á hay là Âu đây? Ăn gì cũng được, miễn là chỗ nào đó yên tĩnh một chút. Thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Nói như vậy bọn tôi cũng nhau đi ăn. Nơi anh đưa tôi đến là một nhà hàng kiểu Nhật. Ở đây không có nhiều khách, nhưng quan trọng là rất chất lượng. Ngồi vào bàn gọi món ăn, trong lúc chờ thức ăn mang lên, thì tôi lại thấy điện thoại của anh ta có ai đó gọi tới. Không cần nhìn, tôi cũng đoán được người đó là ai. Lần này không giống như lần trước. Anh ta bắt máy rồi lên tiếng. Tôi nghe. Anh Duy này, anh Minh gửi dự án đấy cho em. Bây giờ em làm sao đây? Đừng có duyệt. Nhưng anh ấy cứ nhờ em mãi thế này, em lại không biết trả lời thế nào cho vừa lòng. Chỗ anh em dù gì, em cũng báo lại cho anh một tiếng. Có được không ạ? Thế thì cậu nghe tôi, hay là cậu nghe lời của anh ta? Thì dĩ nhiên là em nghe anh rồi, nhưng mà... Tôi không thích nói nhiều. Giữ nguyên ý kiến của mình là tôi không đồng ý duyệt. Thế nhá. Nghe anh ta gọi thì tôi nghĩ rằng đó không phải là con nhỏ chị dâu gọi tới. Tôi nghe được tiếng không. Chắc là Minh lại nhờ người khác nói vào. Cái dự án gì mà sao tên này lại không duyệt cho anh ta nhỉ? Mà thôi, dù gì đấy là chuyện của đàn ông, tôi không cần phải bận tâm đến. Tôi lấy điện thoại của mình ra xem, sẵn tiện còn chụp thêm mấy kiểu ảnh để còn đập vào mắt con nhỏ đấy. Thức ăn được mang lên, tôi tranh thủ bụng đói và ăn rất nhiều. Duy ngồi đấy, gắp cái này đến cái khác cho tôi. Hình như cả buổi đấy anh ta ăn rất ít, đa phần là ngồi đấy lo lắng cho tôi. Đột nhiên lúc này điện thoại trong túi lại vang lên. Tôi mở ra xem thì thấy Ken gọi tới. Này, tao tìm được ông ta rồi đấy Thi. Bây giờ ông ấy đang ăn ở nhà hàng này. Cái gì? Tao cũng đang ăn ở nhà hàng đấy đây. Mày có chắc không? Trùng hợp thế à? Đây, người ta vừa mới gửi hình về cho tao. Ông ấy còn đi ăn cùng với mấy con đào đấy. Thôi được rồi, mày gửi hình cho tao đi. Tao qua đấy, tao tính sổ với ông ta. Nói xong tôi tắt máy. Vài giây sau đó liền nhận được tin nhắn của Ken. Mở ra xem thì kiểu phòng mà hắn ta đang ngồi rất đúng với phong cách nhà hàng nơi đây. Xác định con mồi đang quanh đây, tôi bước thật nhanh ra ngoài. Duy thấy như vậy liền lên tiếng hỏi tôi. Em đi đâu đấy? À, tôi đi vệ sinh. Tôi vào ngay ấy. Trả lời xong xuôi, tôi vội vàng bước ra ngoài. Vừa đi tôi vừa đưa mắt nhìn vào các phòng bên cạnh. Chẳng biết là xui khiến thế nào mà cuối dãy phòng đấy lại có một phòng không đóng cửa. Nhìn từ ngoài vào, tôi lại thấy một hình dáng rất quen thuộc của tên Dượng. Ở bên cạnh còn có 3-4 con nhỏ đào đang ngồi cùng. Nhếch môi lên cười, tôi thầm nói. Ông sẽ chết trong tay tôi. Tôi lấy điện thoại ra quay lại hết toàn bộ những gì đang diễn ra bên trong. Con người có đầu óc biến thái
thác loạn một lúc cùng 3-4 đứa, càng làm tôi thấy kinh tởm. Tiếng cười nói vui vẻ, kèm theo đấy là những hành động biến thái của ông ta. Quay được một đoạn, tôi liền gửi ngay cho mẹ. Tôi cất điện thoại vào túi. Lúc này tôi mới mở cửa mạnh ra, rồi từ từ bước vào. Vừa vỗ tay lớn, vừa cười, vừa nói. Ông hay lắm. Trốn tránh mấy hôm ấy, thì cuối cùng ông để cho tôi gặp được ông rồi. Hay quá. Tại sao mày biết tao ở đây? Bởi vì tôi có tiền. Ông quên rằng mẹ tôi có rất nhiều tiền sao? Bỏ ra một ít tiền để tìm có loại người như ông. Có vẻ như hơi phí nhỉ? Ông ta nghe tôi nói như vậy thì vẻ mặt nhăn nhó đến khó coi. Không trả lời lại mà đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Chắc là ông sợ tôi kéo người đến đánh nên phải quan sát rất kỹ. Tôi đã tự hứa nếu như gặp lại ông thì tôi nhất định sẽ cho ông biết thế nào là dám hãm hại con Thi này. Miệng của tôi vừa nhếch lên vừa nói. Chẳng phải là hôm đấy ông mạnh miệng với tôi lắm à? Sao bây giờ lại im lặng thế này? Chồng mày đã hại tao ra nông nỗi này. Bây giờ mày lại còn muốn hại tao sao? Bọn mày vừa phải thôi. Chồng tôi? Ông nói Duy? Thế chẳng nhẽ tao nói tao? Đừng có ép tao vào con đường cùng. Nếu không, không biết là tao sẽ làm gì đâu. Tôi ngạc nhiên với những gì mà ông ta vừa nói. Rốt cuộc là Duy đã trả thù giúp tôi như thế nào? Sao tôi lại không nghe anh nhắc gì đến chuyện này? Mà cho dù anh ta có trả thù, thì cơn giận ngày hôm đấy không thể nào nguôi ngoai trong lòng của tôi được. Việc giữa tôi và ông ấy là chuyện tôi và ông, còn việc chồng tôi là một chuyện khác. Vừa nói dứt câu, tôi vơ nhanh chai rượu trên bàn đi tới, đập vào đầu của ông ta. Chai rượu vỡ tan ra, máu từ đầu của ông ta rơi xuống. Ông ta hốt hoảng, nhìn tôi giận dữ. Mày, mày bị điên à? Mày dám đánh tao? Tôi đánh ông như thế này, tôi thấy chưa đủ đâu. Tôi phải giết chết ông, thì tôi mới cảm thấy hài lòng. Mày muốn ở tù à? Tao sẽ kiện mày vì tội đánh người. Rồi đến lúc đó có 10 cái mạng của mẹ mày, không thể nào mà cứu được mày đâu. Thôi được, nếu như ông muốn kiện, để tôi đánh thêm vài cái nữa, cho ông nhập viện, ông kiện cho dễ nhá. Mày điên thật rồi, mày điên rồi. Thấy ông ta càng lúc càng sợ, tôi lại càng cảm thấy thích thú hơn. Lúc này chẳng còn giữ được bình tĩnh, tôi cầm chai rượu, đi đến gần ông ta. Thì ông ta vừa chạy vừa la lớn, khiến cho mấy đứa đào phải hốt hoảng mà chạy theo. Máu ở trên đầu của ông ta vẫn tuôn ra, nhưng ông ta vẫn cứ cố chấp để chạy. Tôi thấy mệt với ông ta, nên nói tiếp. Ông đứng lại đấy cho tôi. Tôi không phải là con nít để mà chơi trò mèo vườn chuột thế này. Mày bị điên rồi. Tao đứng lại, cho mày giết tao à? Ông sợ tôi giết. Thế tại sao ông lại dám làm chuyện đó với tôi? Ông đứng lại đó. Bởi vì mày ngon. Bởi vì mày ngon, mày hiểu chưa? Không phải là một đứa trẻ, nhưng ông ta lại cực kỳ nhát. Biết động vào tôi sẽ có kết cục xấu, nhưng ông ta cứ bất chấp để làm. Nghe tiếng la hét, mọi người tò mò và tụ tập lại xem nhiều hơn. Trong đám người đó có cả Duy. Anh thấy được cảnh đấy thì liền chạy nhanh vào giữ lấy người của tôi. Thì em đang làm cái gì thế hả? Tôi muốn giết ông ta. Tôi phải giết chết ông ta thì tôi mới hài lòng. Đừng có la lớn. Mọi người đang chú ý đến em. Họ còn quay lại video. Thế nên em đừng làm bừa. Thì kệ họ. Tôi không quan tâm. Anh tránh đi. Vừa nói tôi vừa đẩy người anh ta ra. Nhưng lại không được. Duy không hề buông tay tôi ra, mà ngược lại còn kéo đầu của tôi núp vào ngực của anh. Anh đang muốn che đi cái gì chứ? Tôi vẫn còn muốn bâm ông ta ra từng mảnh. Thấy có người chặn nên ông ta liền co chân lên cổ và chạy, nhổ nước bọt lại phía của tôi, sau đó chửi tôi. Mẹ kiếp, đúng là con điên. Này, ông bảo ai điên? Ông đứng lại đó cho tôi. Đứng lại. Tao có điên mới tao mới đứng lại. Này, ông đứng lại. Ông ta không nghe lời tôi nói mà lật đật bước đi thật nhanh. Một đống hỗn loạn ở trong này,
Cuối cùng chỉ còn lại mỗi tôi và Duy. Tôi tức chỉ vì đánh ông ta được có một cái thôi. Đáng lý ra tôi phải đập mạnh hơn nữa thì mới vừa lòng hả dạ. Tất cả là tại tên Duy này. Tôi gỡ tay anh ta ra rồi lên tiếng. Đi về, tôi thấy hết vui rồi. Nghe tôi nói anh mới chịu buông tay tôi ra, không trả lời lại mà lấy trong túi ra một chiếc điện thoại bấm bấm cái gì đó rồi đưa đến cho tôi, lên giọng nói. Đây, em xem đi. Xem cái gì? Nhận lấy chiếc điện thoại từ tay, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh của mình đang đuổi theo ông ta trong căn phòng này. Không biết là ai đã nhanh tay mà chơi xấu tôi như vậy. Nhưng mà lúc nãy đông người quá, tôi không để ý. Mà nói thật tôi chả quan tâm tới. Tôi trả điện thoại lại cho anh ta, rồi nói bằng giọng tỉnh bơ. Hình ảnh mờ nhạt, rõ ràng là bên ngoài tôi rất đẹp. Nhưng mà khi vào đây, lại giống như con dở hơi vậy. Thì anh đang sợ chứ gì? Anh sợ tất cả mọi người sẽ biết được anh là chồng của tôi chứ gì? Anh không sợ. Người sợ ở đây là mẹ của em. Em có hiểu không? Tại sao? Chuyện này không hề liên quan gì đến mẹ của tôi. Đừng có kéo mẹ tôi vào. Nói nhèm thì dễ dàng quá. Em phải biết một điều rằng, nếu như cái video này lan truyền ra ngoài, thì hình ảnh công ty của mẹ sẽ thế nào? Khi biết được con gái và chồng mình đánh nhau ở ngoài đường, mẹ em sẽ ra sao đây? Rồi mẹ bao nhiêu người chê cười vào gia đình của em. Thì thế nào đây hả Thi? Rất có thể bây giờ, cái video này cũng đến tay của mẹ em rồi đấy. Thế bây giờ tôi phải làm gì? Anh không trách em, nhưng làm như thế bây giờ mọi người cũng biết hết rồi. Nếu như mọi chuyện lỡ làng ra, anh sẽ tìm cách giải quyết. Nhưng mà bằng cách nào, anh cũng có mặt trong video đấy. Liệu có ảnh hưởng gì đến anh không? Nghe Duy nói như vậy, tự nhiên bây giờ tôi cảm thấy rất lo lắng. Một mình tôi bị thì không làm sao. Nhưng bây giờ ngay đến cả mẹ và anh ta cũng liên lụy. Thì có phải chết tôi không? Do tôi nóng giận không kiềm chế được, bây giờ mới biết nó ảnh hưởng quá nhiều. Duy bình tĩnh ôm lấy tôi vào lòng. Không sao đâu. Để đấy, anh giải quyết cho. Tôi gật đầu rồi nghe anh gọi điện cho ai đó. Lướt vào trang Facebook, tôi thấy video xuất hiện rất nhiều. Họ đang truyền tay nhau rất nhanh. Nhưng điều đang nói ở đây là họ viết với rất nhiều caption khiến cho người ta phải nổi giận. Nào là hot girl đánh ghen, vợ phát hiện ra chồng đi chơi gái. Tôi còn chưa kịp đọc hết, thì tên Ken đã gọi ngay đến cho tôi. Này, con quỷ kia, bây giờ mày nổi tiếng khắp nơi rồi đấy. Tao nhìn thấy rồi. Thế bây giờ mày tính thế nào? Tao nói rồi, mày phải bình tĩnh cơ mà. Thế tại sao mày làm sùm lên như thế? Thì ơi là Thi. Mày biết tính của tao mà. May mà tao không giết ông ta đấy. Chết rồi. Chết rồi. Thôi, tao nhờ người gỡ cái video đấy xuống. Chứ không ấy, là đời mày tiêu tan. Anh Duy đang làm rồi. Để xem kết quả thế nào. Sau vụ này hai vợ chồng mày sẽ được nổi tiếng. Tai tiếng cũng không kém đâu. Thôi được rồi, tao tắt máy đây. Có cái gì, tao gọi cho mày nhá. Tôi tắt máy và tôi thật sự không ngờ nó lại lan truyền đến mức chóng mặt như vậy. Bây giờ chỉ cần mở ra đọc comment là tôi đã thấy máu trong người sôi lên tận não. Người bênh kẻ chê càng khiến cho tôi thêm tức giận. Đang xem đột nhiên video lại biến mất trong vòng một nốt nhạc. Tôi quay sang anh. Xong rồi đấy, chúng ta về thôi. Nhanh đến như vậy à? Nghề của họ mà, giải quyết xong hết rồi. Nào, chúng ta về thôi. Chắc em mệt rồi. Chúng tôi tính tiền rồi trở về nhà. Tự nhiên ông ta được ăn rồi hưởng đào chùa nữa. Thấy mà tức thật đấy. Tôi mệt mỏi trở về nhà. Tôi cứ nghĩ rằng hôm nay tôi sẽ vui lắm. Nào ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Lên đến phòng tôi thay đồ ra rồi lên giường nằm. Trằn trọc mãi một lúc, không thể nào ngủ được. Quay sang bên cạnh thấy Duy đang còn mờ mắt nhìn mình. Tôi mới vội vàng lên tiếng. Anh chưa ngủ à? Chưa. Thế còn em, sao chưa ngủ? Em chả biết.
trong lòng có cảm giác gì chẳng ngủ được. Hay em không khỏe trong người? Tôi thật sự không biết là tôi bị làm sao. Chỉ thấy không thể nào ngủ được, nên mới im lặng. Không gian chẳng mấy chốc mà rơi vào trạng thái yên tĩnh. Thế rồi tiếng của tôi lại một lần nữa vang lên. Cảm ơn anh nhé. Không trả lời vội, Duy đỡ đầu tôi dậy, đặt lên vai của anh, rồi nhẹ nhàng đáp. Em cảm ơn vì chuyện gì? Cảm ơn anh vì tất cả. Những gì mà anh đã giúp tôi đều cảm ơn anh. Ngốc ấy. Này, tôi nói thật đấy, không phải đùa đâu. Mà có cái gì vui đâu, tại sao anh lại cười tôi? Với tư cách là một người chồng, thì những chuyện xảy ra với em, anh đều giúp em hết. Thế nên ấy, em không cần phải cảm ơn, hiểu chưa? Tôi nhìn anh ta chau mày lại, không biết có phải do anh ta ăn trúng cái gì không, mà ngày hôm nay lại tốt với tôi như vậy. Tôi vẫn im lặng nhìn anh ta một lúc, sau đó mới cất tiếng. Tại sao hôm nay anh tốt với tôi thế? Đây không phải là tính cách của anh. Đơn giản vì chúng ta là vợ chồng. Nhưng anh yêu cô ta. Không phải à? Cô ta luôn luôn khẳng định với tôi là cô ta sẽ cướp lấy anh, cho dù chúng ta có kết hôn đi chăng nữa. Người tham thì thâm, tất cả là do bản tính của cô ta mà ra. Cứ nghĩ rằng tên mình sẽ thừa kế hết gia sản, còn bà ta lại nghĩ rằng anh yêu cô ta nhiều. Nếu như để mình lấy cô ta, thì anh sẽ điên lên. Nhưng bà ấy lại không ngờ rằng anh không phải là một người lụy tình như vậy. Nếu vậy cả đôi bên đều tính toán hết rồi à? Thế tại sao họ lại kết hôn nhanh đến như vậy? Và anh đồng ý chia tay dễ dàng đến thế sao? Thì cũng giống như chúng ta thôi. Qua đêm với nhau, sau đó thì cưới. Anh phát hiện hai người họ ngủ với nhau á? Đúng như thế. Đến khi cưới rồi thì Trinh mới nhận ra được bộ mặt của họ. Đấy chỉ là một cái vỏ trống, không có gì bên trong cả. Thế thì anh chuẩn bị tinh thần đi. Ngay cả tôi cũng không được yên đâu. Tại sao lại xưng tôi rồi? Phải là xưng là em chứ. Xưng anh em, vợ chồng ấy. Thôi được rồi. Vừa nói, Duy vừa đưa tay siết chặt lấy eo của tôi. Môi của anh đặt lên môi của tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Tay luồn vào tóc, rồi bắt đầu sờ lung tung đi khắp nơi. Tôi thấy ngại quá, nên mới chặn tay của anh, rồi ấp úng nói. Em mệt lắm, chúng ta ngủ sớm nhé. Thôi được rồi, tha cho em đấy. Hôm sau nhất định phải bù cho anh. Bất giác môi của tôi lại mỉm cười khi được anh ôm vào lòng như vậy. Trong câu chuyện, Duy chưa từng nói lời nào là thích hay là yêu tôi, nhưng tôi lại cảm nhận được mối quan hệ của hai đã vượt lên rất nhiều. Không còn những lần gặp nhau cãi lộn chi chóe hay là những câu nói mốc cần câu nữa, mà thay vào đấy, anh lại dịu dàng với tôi đến mức tôi chẳng thể nào tin được. Chuyện giữa anh ta và chị dâu một phần cũng được làm rõ, không biết có đúng hay là không, nhưng tôi lại tin vào lời nói đó. Tôi quyết định tin anh một lần. Sau đêm đấy, tất cả mọi thứ dường như được giải bày. Anh cũng giúp tôi một phần để trả thù cho ông ta. Cả đêm đấy tôi không thấy mẹ trả lời lại mình. Nhưng đến gần sáng, đang lúc còn ngủ, thì thấy mẹ gọi cho tôi. Giọng nói ngái ngủ của tôi vang lên. Con nghe này mẹ, sao hôm nay mẹ gọi con sớm thế à? Lát nữa con về nhà mình đi, mẹ có chuyện này cần nói với con. Nghe thấy giọng nói của mẹ có phần khác lạ, tôi mới vội vàng ngồi bật dậy. Có chuyện gì thế mẹ? Hôm nay mẹ không đi làm, con tranh thủ ghé qua nhanh nhé. Dạ vâng, để con dậy con chuẩn bị. Lát nữa gặp lại mẹ à? Tôi quay sang nhìn thấy Duy đang còn ngủ, nên tôi hơi thắc mắc là hôm nay anh không đi làm hay sao mà còn nằm thế này? Mặc kệ, tôi đứng dậy bước vào trong để chuẩn bị về bên nhà của mẹ. Lúc vừa mở cửa ra, thì Duy đã lên tiếng hỏi tôi. Em đi đâu sớm thế? Em chuẩn bị về nhà mẹ. Mẹ mới gọi sang, bảo có việc gấp, nên
Em về bên đấy đi à? Để anh đưa em đi nhá. Không cần đâu, em đi một mình cũng được. Em đợi anh một chút. Duy không chịu để tôi đi một mình, mà cứ nhất quyết đòi theo cùng tôi. Tôi cản không được, nên mới đành để cho anh đưa mình đi. Xuống dưới nhà bây giờ chả còn ai. Đột nhiên lúc này cô giúp việc đi vào, khiến cho tôi giật mình. Cô ấy nhìn tôi, rồi lên tiếng hỏi tôi ngay. Hôm qua mợ ba không sao chứ ạ? Tối qua tôi về bên nhà có việc, nên chưa kịp hỏi thăm được mợ. Con không sao đâu. Thôi, con có việc con đi trước đây. Vâng mợ. Nói xong tôi và Duy ra xe để trở về bên nhà của mẹ. Nghe mẹ nói hôm nay không đi làm, tôi nghĩ rằng chắc chắn có chuyện gì quan trọng lắm, nên mẹ tôi mới nghỉ ở nhà như vậy. Vừa lo vừa suy nghĩ đến việc của tên Dượng, không biết có phải là do ông ta nói gì với mẹ tôi không. Thấy hơi căng thẳng, Duy vội vàng nắm chặt lấy bàn tay của tôi. Nào, đừng lo. Không có chuyện gì đâu. Em hy vọng là thế anh ạ. Tôi gật đầu rồi gượng cười để cho Duy an tâm. Lúc nãy may mà cô giúp việc chưa nói gì đến bà chị dâu. Nếu không ấy, tôi không biết mình phải giấu mặt vào đâu nữa. Định qua chuyện rồi, nhưng nào ngờ anh ta lại lên tiếng hỏi tôi. Hồi nãy cô giúp việc nói như vậy là có ý gì? Em bị thương ở đâu à? Tại sao anh không biết? À không có gì. Chuyện của phụ nữ ấy mà. Anh đừng lo lắng. Em không sao đâu. Có thật không? Em bảo thật rồi mà. Anh không tin em à? Thôi được rồi. Anh tin em. Duy mỉm cười nắm chặt lấy tay của tôi rồi lái xe chạy sang nhà mẹ. Ở bên nhà tôi thấy lo lắng cho mẹ lắm. Sợ rằng sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng trái ngược với điều đó, mẹ tôi đang ở trong nhà nấu ăn và chuyện trò cùng với cô Sáu. Vừa nhìn thấy bọn tôi về, mẹ tôi gượng cười rồi lên tiếng nói ngay. Hai đứa qua rồi đấy à? Mẹ gọi con sớm, con cứ tưởng là có chuyện gì xảy ra. Trong lòng con lo sợ, nên con lật đật chạy qua đây ngay đấy à? Mẹ định nấu ăn xong thì sẽ nói chuyện. Mà thôi, hai đứa vào trong bàn đi. Dậy sớm như thế, chắc là chưa ăn sáng đúng không? Mẹ, bắt đền mẹ đấy. Vừa nói tôi vừa nũng nỉu ôm lấy eo của mẹ bước vào trong. Tôi thật sự không biết mẹ tôi đang nghĩ gì. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của mẹ khá là bình tĩnh, nên tôi giảm bớt đi một phần nào lo lắng. Suốt bữa ăn hôm đấy, chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui. Cho đến khi ngoài phòng khách, mẹ mới nói chuyện với chúng tôi. Thi này, con vào trong lấy cho mẹ ly cà phê. Khi nãy mẹ pha rồi, mẹ để trong tủ đấy. Dạ vâng ạ. Tôi đứng dậy đi vào trong lấy cà phê cho mẹ. Đến khi bước ra thì không biết tôi vấp chân kiểu gì mà ly cà phê đổ hết lên chiếc áo trắng của anh. Nhìn mọi thứ trước mắt, tôi hốt hoảng lên tiếng. Ôi, em xin lỗi, em... Mẹ tôi ngồi cạnh cũng giật mình, vội vàng lên tiếng. Con bé này, đi đứng, lại không chịu nhìn trước nhìn sau thế hả? Mẹ, sao con bị vấp chân? Chứ có phải là con cố ý đâu. Để con lấy khăn, con lau cho anh ý. Thôi, Duy lên phòng thay đồ đi. Máy sấy, mẹ để ở trong tủ đấy. Con lấy con sấy sơ qua đi. Dạ vâng, để con lên phòng ạ. Cái con này đúng là hậu đậu. Gả nó đi, mẹ mất ăn mất ngủ vì cái tính này của con đấy. Thôi được rồi. Mẹ. Lúc này Duy thấy như vậy thì lên tiếng. Không phải lỗi của Thi đâu mẹ. Mẹ đừng mắng cô ấy. Để con lên phòng, con thay đồ ra. Nói xong Duy quay mặt lên phòng. Mặt tôi lúc này nhăn nhó vì điều mình vừa mới gây ra cho anh. Thật sự là tôi không hề cố ý. Chắc là bởi vì tôi đi quá nhanh nên chân của tôi mới đụng vào ghế như vậy. Ở dưới nhà bây giờ chỉ còn lại có hai mẹ con. Cô Sáu ra dọn xong chỗ ấy thì cũng quay vào trong. Lúc này mẹ đưa mắt nhìn xung quanh rồi lên tiếng. Thi này. Dạ. Có chuyện gì thế mẹ? Sao mẹ gọi con rồi mẹ im lặng à? Mẹ và Dượng đã chia tay rồi. Mẹ nói thật à? Mẹ và ông ta chia tay bao giờ?
Vậy ông ta có nói là đồng ý hay là không đồng ý ạ? Hôm qua mẹ đã xem video mà con gửi cho mẹ. Mẹ thật sự thất vọng về ông ta. Mẹ không biết rằng ông ấy còn làm bao nhiêu chuyện sau lưng của mẹ. Nhưng mà điều ấy rất khó chấp nhận. Vì mẹ đã tha thứ biết bao nhiêu lần cho ông ta rồi. Thật ra ông ta khốn nạn lắm. Khốn nạn hơn mẹ nghĩ nhiều. Còn biết hết tất cả. Nhưng lại không thể nào nói ra được. Đã đến nước này rồi. Con còn giấu mẹ sao? Còn chuyện gì? Con nói ra đi. Mẹ. Mẹ biết như thế được rồi. Bây giờ con nói ra ấy, con nghĩ rằng mẹ không chịu được đâu. Thật đấy mẹ à? Con không nói làm sao mẹ biết được. Thì à, nói cho mẹ nghe đi. Không phải là tôi muốn giấu mẹ chuyện ông ta có ý định hãm hại tôi. Chỉ là bây giờ tôi biết, khi mẹ chia tay ông ta rồi, thì không ít nhiều, mẹ rất buồn. Nếu nghe thêm chuyện này nữa, thì chắc chắn mẹ lại buồn thêm. Tôi hít vào một hơi thật sâu, cố nở ra một nụ cười thật tươi, rồi lên tiếng. Chúc mừng mẹ trở thành một người phụ nữ độc thân và quyền lực. Con đừng có trêu mẹ. Việc cần nói thì lại không chịu nói. Việc không cần ấy, thì lại đi chúc mừng. Ý là thế nào đây? Con bảo với mẹ rồi là bí mật, không bao giờ được bật mí. Nhưng mẹ chỉ cần biết một điều. Ông ta không phải là người tốt. Ông ta còn thua cả một con súc vật mẹ à? Tôi vừa nói thì lúc này Duy từ trên nhà bước xuống. Trên người anh hình như còn chưa khô lắm, với cả vết cà phê không thể nào bay sạch được. Anh nhìn tôi và mẹ, sau đó gượng cười. Chắc là con phải ra ngoài mua cái áo mới để mặc, chứ mùi cà phê không hết được. Thế em đi cùng với anh nhé. Em ở lại với mẹ đi, anh đi một mình cũng được. Nhân viên hẹn hôm nay em ra lấy túi rồi, em đi cùng với anh, ra đó lấy luôn, nhá. Ừ, thôi thế cũng được. Nói rồi Duy quay sang mẹ tôi, sau đó mỉm cười và lên tiếng. Bọn con về đây, chiều bọn con quay lại với mẹ. Ừ, hai đứa cứ đi đi, mẹ không sao đâu. Tôi và Duy ra xe và đi đến cửa hàng mua quần áo cho anh, rồi sang cửa hàng để lấy túi cho tôi. Bình thường tôi rất thích mua túi xách, chỉ cần cái nào vừa mắt và vừa mới ra thì tôi phải lấy liền ngay cho bằng được. Chứ nhờ ai mà có trước ấy, chắc tôi không chịu được. Con bé nhân viên đưa cho tôi chiếc hộp rồi lên tiếng. Dạ, chiếc túi của chị đây ạ. Cảm ơn em nhé. Vừa nhận lấy tôi vội vàng đập hộp ngay, không nằm ngoài mong đợi, ở bên ngoài nó thật sự đẹp hơn rất nhiều. Cầm chiếc túi bé bé xinh xinh, tôi đứng trước gương mà suýt xoa. Đẹp thật đấy. Vừa nói dứt câu thì phía sau lưng của tôi có một giọng nói quen thuộc vang lên. Nhìn em đẹp lắm. Ơ, em đang khen túi cơ mà. Thì anh cũng đang khen em mà, không được à? Cái tên này đúng là đánh trống làng hay thật đấy. Chỉ biết nịnh tôi là giỏi. Tôi không biết sau này, nhìn thấy anh ta đẹp trai kinh khủng khiếp, làm hành động nào cũng thu hút ánh nhìn của người khác. Đặc biệt là đối với tôi. Anh ấy chỉ vừa mới giúp có vài chuyện mà tự nhiên tôi cảm thấy khác lạ hẳn ra. Cái cảm giác mà mình chưa từng có, kiểu như lần đầu biết yêu vậy. Mà thật hình như lần đầu tôi bị như thế này. Mua đồ xong xuôi, đang lúc bọn tôi ra về thì điện thoại trong túi của anh lại vang lên. Thấy Duy chần chừ không nghe máy, tôi mới tò mò hỏi anh. Ai gọi cho anh đấy? Anh nghe máy đi. Là số lạ thôi. Anh thường không nghe. Phiền phức lắm. Hay là cô ta gọi cho anh? Cô ta lấy số khác để gọi cho anh. Đúng không? Thôi kệ đi. Chắc là người ta gọi nhầm. Nhầm thế nào được mà nhầm? Anh không nghe. Để đấy em nghe cho. Em đảm bảo. Là con nhỏ này. Chứ không ai khác. Vừa nói tôi vừa đưa tay vào túi của anh lấy điện thoại ra. Tôi biết ngay là nó gọi. Tôi vừa ấn nghe, là tôi làm một chàng ngay. Này, cô đang rảnh lắm à? Tại sao cô cứ làm phiền chồng người khác thế à? Mặt của cô được đổ bằng bê tông cốt thép hay cái gì? Mà cô không biết nhục? Hay là cô nhớ chồng tôi đến mức cô vứt cả liêm sỉ sang một bên mà gọi hoài như vậy? Alo,
Đây có phải là số của sếp Duy không ạ? Sao cơ? Tôi là nhân viên cấp dưới của sếp. Tôi đang cần sếp ký hồ sơ giúp mình. Nhưng... Tôi xin lỗi nhé. Tôi chuyển máy ngay cho anh ấy đây ạ. Không cần phải nói. Cũng biết là tôi quê đến độ nào. Tôi cứ tưởng rằng là cô ta. Nên khi vừa bắt máy, tôi đã chửi cho cô ta một trận. Nào ai ngờ, đó là nhân viên của công ty. Thấy vậy, tôi sụ mặt và đưa điện thoại cho anh. Này, anh nghe đi. Là người công ty gọi đấy. Duy nghe tôi nói như vậy thì bật cười. Tôi chẳng biết là mình phải giấu mặt vào đâu, nên vội vàng bước đi lên phía trước. Duy vừa cười vừa nghe điện thoại ở phía sau. Mày điên thật rồi. Nếu như tên kia mà đi kể cho cả công ty nghe, thì có phải là chết tôi không? Xong xuôi mọi việc, anh đưa tôi về nhà. Và suốt cả quãng đường, tôi cứ thấy nó xa kinh khủng. Đã như vậy, anh lại còn lên tiếng và trêu chọc tôi. Em đang ghen đấy à? Ghen cái gì mà ghen? Làm cái gì mà em phải ghen? Nếu như em không ghen, tại sao em đi chửi người ta? Trong khi chưa hỏi đầu đuôi câu chuyện thế nào, em lại trà một tràng dài như thế, khiến cho cậu ta ngơ người. Em cứ tưởng là cô ta. Ai bảo anh không chịu nghe máy? Em có biết là em làm như vậy, anh rất thích không? Lần sau ấy, cứ tiếp tục phát huy nhá, vợ yêu của anh. Ơ, anh này. Thế là Duy lại được một dịp trêu chọc tôi, đưa tôi về nhà với mẹ, rồi anh mới tranh thủ đi làm buổi chiều. Sợ mẹ lại buồn, nên cả ngày tôi ở bên này chơi cùng với mẹ, hết tâm sự rồi lại đến nấu ăn. Sở thích của mẹ chính là nấu ăn, nhưng vì tính chất công việc quá nhiều, nên mẹ mới không có thời gian. Tôi và mẹ rảnh rỗi đi làm bánh. Đột nhiên lúc này điện thoại của mẹ vang lên. Mẹ bảo với tôi. Con lấy máy hộ mẹ với. Tay của mẹ dính đầy bột rồi. Dạ vâng ạ. Tôi đi đến điện thoại trên bàn. Tôi cứ tưởng rằng là ông ta gọi đến. Nhưng khi cầm điện thoại trên tay, thì tôi mới biết người gọi đến là bố. Mẹ lưu với cái tên là bố Thi. Mẹ ơi, bố gọi cho mẹ này. Để con bắt máy. Mở ra ngoài cho mẹ nhá. Con cứ nghe đi. Mẹ đang lỡ tay rồi. Vốn dĩ tôi không nói chuyện với bố tôi cách đây 3 năm. Không phải là do tôi ghét bố, mà do tôi không muốn cảm xúc của mình một lần nữa bị vỡ tan. Chuyện bố mẹ ly hôn với nhau, tôi không thể nào làm gì khác được. Chẳng thể nào hóa giải hay là muốn hai người quay trở lại với nhau. Bởi vì cả hai đều có cuộc sống riêng của chính mình. Tôi chần chừ không nghe, đến khi tiếng chuông tắt, lại tiếp tục có tiếng chuông khác đổ lên. Alo à? Là Thi à con? Có đúng là Thi không? Dạ vâng, con đây bố. À bố đây, à bố... Đột nhiên nói đến đây bố tôi lại im lặng, tôi thấy như vậy mới vội vàng lên tiếng. Bố à, mẹ đang làm bánh. Để con chuyển máy cho bố nói chuyện với mẹ nhé. À không, bố muốn nói chuyện với con một chút. Con nghe máy đi. Dạ vâng, con đang nghe à. Dạo này con thế nào? Cuộc sống khi lấy chồng, sống cùng họ có tốt không? Có ổn không con? Dạ mọi thứ vẫn thế. Cuộc sống của mẹ và con ở đây rất tốt. Bố đừng lo lắng à. Thế là mừng rồi. Nghe được giọng nói của con, bố thấy vui rồi. Thật ra đã lâu lắm rồi tôi chưa nói chuyện cùng với bố. Giờ nghe giọng nói ấy lại dâng lên một cảm giác rất khó tả. Tôi buồn, nhưng tôi không ghét hay hận gì bố. Tôi hít vào một hơi thật sâu, sau đó lên tiếng. Thế còn bố, ở bên đấy, bố ổn chứ ạ? Bố ổn lắm. Dạo này bên này trời trở lạnh. Nhưng bố còn đi làm được, chưa vài tháng nữa vào mùa đông, chắc là bố ở nhà nghỉ ngơi. Dạ vâng ạ. Hôm nay con rảnh rỗi về chơi à? Chắc là bà ấy vui lắm. Lời nói của bố vừa dứt, thì đâu đó có một tiếng của một đứa trẻ vang lên. Bố chưa ngủ à? À, bố chưa. Con không ngủ à, Alex? Con bị mất ngủ bố ạ. Thế thì lại đây với bố nào. Chàng trai của bố.
Nghe thấy giọng nói ấy không cần phải nói, tôi cũng biết đó chính là con trai của bố tôi. Tự nhiên lúc này trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất lạ. Câu hỏi bố ngủ chưa, sao đối với tôi nó lại xa lạ đến như vậy? Khóe mắt của tôi lúc này cay xè, hít vào một hơi, tôi vội vàng lên tiếng. Con đi làm bánh phụ mẹ đây, bố tranh thủ ngủ sớm đi ạ. Ừ, chào con. Dạ vâng, con chào bố. Nói thế rồi tôi vội vàng ngắt máy, đặt chiếc điện thoại trên bàn, rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tôi đưa tay tạt nước vào mặt mình để trôi đi những giọt nước mắt đang trực trào ra. Qua câu nói của bố, tôi nghĩ rằng cuộc sống ở Mỹ của bố chắc không thoải mái gì. Cuộc sống mưu sinh nơi đất khách, làm sao giống như quê hương của mình được. Nhưng ở đấy, bố có gia đình và con trai của mình ở bên cạnh. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn nội dung tập 2 của câu chuyện Chuyện chị em dâu được viết bởi tác giả Khánh An. Cảm ơn tất cả quý vị rất rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi sáng ngày hôm nay. Không biết nói gì hơn bởi vì câu chuyện của chúng ta càng ngày càng gay cấn và hấp dẫn, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi tập cuối của câu chuyện này để rồi xem kết quả sẽ như thế nào quý vị nhé. Tâm An cũng đang rất rất mong chờ. Cuối cùng thì cô gái thiên thi của chúng ta phải mạnh mẽ như vậy, quyết đoán như vậy thì mới khiến câu chuyện của chúng ta càng ngày càng ly kỳ, hấp dẫn. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 3 cũng chính là tập cuối của câu chuyện này vào chương trình phát sóng lần sau. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.